Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Vâng, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào các cô chú và các bạn ở dưới. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Tiến Dũng, hiện nay 31 tuổi và hiện tại em đang làm ở Bình Dương. Công việc của em là em làm công nhân cho công ty sản xuất bao tay y tế. Và công việc chính là em bên kiểm hàng. Và ngoài công việc làm công ty ra thì em cũng có đam mê về ngành chăn nuôi. Vâng, em có chăn nuôi về heo. Heo hả? Dạ, vâng. Đã, bây giờ hiện tại bây giờ thì em có khoảng gần 100 con. Cái gì dữ vậy? Heo. Wow. Dữ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào tất cả quý vị khán giả, chào hai MC và chào bạn nam. Em là Ngọc Ánh, hiện tại em của tuổi 30. Em sinh ra ở tỉnh Quảng Ninh, trong một cái tỉnh nhỏ gọi là thị xã Cẩm Phả. Thì thị xã của em nổi danh là về những phụ nữ đẹp, giống như là mẹ em. Hiện tại thì em có công việc là kế toán tổng hợp, bên cạnh đó thì em là huấn luyện viên yoga. Và đó là lý do vì sao em mặc bộ đồ này, nát nữa em cũng rất hy vọng có thể được biểu diễn yoga cho bạn nam. Là muốn biểu diễn cho bạn nam xem luôn đúng không? Đã, hay quá. Rồi, mời chàng trai. Em hãy nói một chút xíu về cái khuyết điểm và ưu điểm của em. Trước tiên thì em nói về ưu điểm của em. Em là một người rất chi là thẳng thắn, năng động, muốn hòa đồng với mọi người thì dễ gần gũi. Nói chung là cũng biết chơi về thể dục thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, tập bơi. Ngoài những môn thể thao ra thì em cũng biết chơi những môn cờ tướng. Khuyết điểm em là gì? Khuyết điểm của em thì em ăn nhiều này, ngủ nhiều này, nên là bây giờ người em hơi thừa ký, sợ ma, sợ rắn, sợ đĩa. Và sợ ma nữa hả? Vâng. Ưu điểm với khuyết điểm của bạn gái là gì? Ưu điểm của em thì giọng nói của em là khá tốt, ngoại hình thì thể thao. Thì một số người thì họ nhận xét em là em có nụ cười tương đối là đẹp. Nụ cười đẹp. Em trai đã trải qua mấy mối tình rồi? Em cũng đã trải qua 3 mối tình. 2 mối tình thì từ hồi em học sinh sinh viên. Thôi bỏ qua đi. Vâng, và mối tình gần nhất ở đây thì mấy năm? Cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Thì em cũng đi quê làm, quen được một bạn gái cùng quê. Hai người cùng quen nhau khoảng gần 1 năm. Bạn gái về đi làm xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Sau này khoảng 4 năm sau thì bạn gái quay về thì mình đã nhận tin là bạn gái đã lập gia đình. Thôi chúc mừng cho người ta đi em ha. Vâng. Bây giờ mình đang lo chuyện mình đây. Bạn gái bên kia. Từ trước đến nay là em quan niệm là không có bạn trai. Rồi em muốn đi làm, em muốn kiếm tiền để cho ba mẹ em yên tâm về em. Rồi bây giờ tại sao em lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em đã thay đổi cái suy nghĩ đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mấy một phần nữa là em cũng muốn học một cách yêu một người khác nữa, để cho cái cuộc sống của mình nó phong phú lên. Dạ. Em đã có vẽ ra cho mình một cái người mẫu lý tưởng như thế nào chưa? Người mẫu lý tưởng của em trước hết là về ngoại hình là phải men, nhìn phải trẻ trung. Cái thứ hai là về tính cách thì là phải chu đáo, đầu đội trời, chân đạp đất. Có nghĩa là giống như là anh ấy phải là người dám làm và dám chịu. Cái thứ ba nữa là về tài chính thì anh ấy phải độc lập về tài chính. Nãy giờ em nghe em trai bên đây nói chuyện thì em thấy cảm giác đáp ứng được bao nhiêu cái điều kiện của em đưa ra, bao nhiêu phần trăm? Anh ấy nói là anh mập, em không mường tượng được là anh mập như thế nào. Làm em giờ cũng hơi hoang mang. Nên coi như là về tiêu chí ngoại hình. Coi như mập cỡ anh là vừa đó em. Em tưởng tượng đi. Ừ. Vậy thì coi như là điểm cộng cho cái ngoại hình của anh. Trời, tôi điểm cộng hả trời? Đỡ định quá hả? Định nói điểm trừ mà nghe chỉ của anh. Dạ, Linh chuyển liền. Qua điểm cộng. Em đang tính nói điểm trừ mà thấy anh Linh nói là giống anh Linh thì điểm cộng. Trời, cảm ơn em nha. Dạ. Anh quay qua cảm ơn em bởi vì em đã cộng điểm cho anh. Dạ, em chào anh. Cũng hơi mập đó. Dạ. Anh bên đây á, thực chất là anh chất phát lắm, mặt rất đôn hậu. Trong thời buổi này mà có một chàng trai tự nuôi 100 con heo là biết anh chăm chỉ đến mức nào rồi, mặc dù cũng có công việc rất là ổn định á. Em không thích cái điều gì ở người đàn ông? Em là vô cùng là ghét hút thuốc. Hút thuốc? Dạ. Cực kỳ có ghét hút thuốc em? Luôn. Vâng. Thuốc thì em không hút. Mừng quá. Rồi bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là mẫu người bạn gái của mình là như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi. Em muốn tìm một bạn gái, nói chung là ngoại hình thì nói chung là cũng ưa nhìn. Nói chung ăn mặc thì gọn gàng. Về tính cách thì phải biết hòa đồng với mọi người, quan tâm mọi người. Về công việc thì không quan trọng.
em cũng có công việc mà hơi bận nên là chưa có thời gian để tập yoga nói chung. Được không? Bạn gái tướng thầy chuẩn, đâu có mập lắm đâu. Bình thường, vậy là điểm cộng đúng rồi đó. Bao lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà hai người hợp nhau thì em sẽ tính đầu năm hoặc là sang cuối năm. Nói chung là hợp nhau thì mình tính càng sớm càng tốt. Tính sớm đi em, giá heo đang lên đó em. Dạ ok. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích người bạn gái, chẳng hạn như người bạn gái ích kỷ này, không tin tưởng vào ví dụ như tình yêu như bạn trai của mình này. Nhưng mà em, bản thân em thì có chung thủy không? Vâng, bản thân em thì nói chung em nghĩ em cũng là một người rất chi là chung thủy. Tốt, vậy là được okay. Rồi ha. Quan trọng là mình tìm được người đàn ông chung thủy. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay em gái đi với ai? Hôm nay thì cũng rất là vô cùng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến để cổ vũ tinh thần cho em. Thì ngắn chừng cũng khoảng 2 dãy ghế đầu. Hai dãy ghế đầu? Dạ, khoảng 12 nhà. Nhà gái rất là hùng hậu ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Giờ em muốn nghe ý kiến của ai nè? Em tin tưởng vào cái sự đánh giá và nhận xét về cách nhìn nhận con người của ba em. Nên ba cho em xin nghe ý kiến của ba em trước. Dạ, rồi. Dạ, chào chú ạ. Tôi thì là ba của cháu Ánh. Bác thấy là có nhiều cái điểm rất là tương đồng với này em Ánh. Theo bác thì hai con sẽ cho nhau cơ hội để có cái thời gian tìm hiểu thêm. Nếu như mà tìm hiểu thêm mà các cháu tâm đầu ý hợp ấy, mà thuận buồm xuôi gió thì đi đến hôn nhân, gia đình thì bác cũng rất là mừng và bác ủng hộ. Dạ, cảm ơn chú. Vâng, cảm ơn bác ạ. Bạn trai hôm nay mình đi với ai? Vâng, hôm nay bên em cũng đi rất chi là đông người, và đi với ba dì và các bạn đồng nghiệp. Dạ, em mời dì ạ. Xin chào hai MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả. Cháu Dũng nhà tôi thì ăn nhiều, ngủ nhiều mà làm cũng nhiều. Tôi thấy cháu gái bên đây thì tôi thấy cháu cũng hiền, ăn mặc cũng lịch sự. Mà tôi cũng thấy đồng ý. Tôi chỉ mong hai cháu bấm nút hẹn hò và nắm chặt tay thì đi đến bến bờ hạnh phúc. Càng nhanh càng tốt, cháu Dũng nhiều tuổi rồi. Dạ, vâng. Dạ nhiều tuổi rồi. Càng nhanh càng tốt có gì ha. Rồi, bây giờ thì hai bạn có thời gian để mở rào ra cùng nói chuyện với nhau nha, trao đổi với nhau. Mở rào. Rồi. Đó. Vâng. Đầu tiên anh có muốn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Và anh có muốn quà đặc biệt hơn nữa là hôm nay anh có mang đến chương trình một món quà đặc biệt. Em để hoa xuống đây. Tặng cái gì? Đây vậy? Đây chị Hoa, cái hoa chị cầm giùm cho. Vâng. Rồi. Cái gì vậy? Vâng, hôm nay là một món quà rất đặc biệt, chỉ là nói chung là em sẽ tặng bạn gái một chú heo khuôn rất dễ thương. Hả? Rồi. Heo là heo con hay cười. Vâng. Đây. Vâng, chú heo khuôn này là tự tay anh nuôi ra được và anh muốn sao nãy giờ hai anh em mình cùng nuôi chú heo khuôn này từ một chú heo khuôn và trở thành một chú heo lớn và mình nên ra nhiều chú heo nữa. Dạ. Em bỏ ra nãy giờ vậy đó. Ôi dễ thương quá. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn tấm lòng của anh. Nằm kia nó ấm đi em, để anh giữ cho. Cưng quá. Để đây cho không để ngoài nó mới lạnh. Em cũng có một món quà gửi cho anh. Trời, tôi nghĩ là sen đá. Ra là em cũng hy vọng mình giống như cái bông hoa này, có nghĩa là mạnh mẽ như sỏi và tâm hồn thì như là sen, và trong sỏi đá sen vẫn vươn mình lên. Em hy vọng em hướng tới con người như vậy, nhìn nó anh có thể nghĩ tới em. Rồi anh cũng nghĩ thế như vậy. Anh cảm ơn em. Thì em muốn thể hiện cái đam mê và cái sở thích của mình là yoga để em thể hiện cho anh thấy. Rồi ok. Namaste. Cảm ơn em. Dạ. Em có nhận xét gì về anh khi mà anh em gặp nhau? Rất là ngưỡng mộ anh. Một mình mà thực ra em cũng có nuôi chó và nuôi mèo. Em không nghĩ đến là cái việc là nuôi heo nó vất vả như thế nào. Em cảm nhận anh ấy là người thế nào?
Thực ra ngoại hình của anh thì lúc đầu nghe anh Quyền nói mập thì em cũng mường tượng là nó mập lắm, nhưng mà cũng thực sự là không đến nỗi. Ví dụ như công việc của em bận như vậy thì em thường rảnh vào rỗi vào những ngày nào và giờ nào? À, nếu mà giờ thì chắc là chỉ có cuối tuần thôi, chủ nhật hoặc là chiều thứ bảy. Chúng ta em hẹn hò thế nào? Mong muốn tìm một người có thể ủng hộ cho những cái sở thích của em. Và thường là em hay thất bại một cái điều gì đó thì em hay khóc. Và lúc đó là hy vọng cái lửa còn lại của mình họ sẽ ủng hộ mình. Và anh cũng hy vọng anh là bờ vai cho em, tựa vào những lúc em mệt mỏi bản. Anh suy nghĩ trong anh hồi chưa gặp em là nói chung là không được 90 mấy%. Anh cảm thấy em là ok rồi với lại mục tiêu của anh rồi. Mới anh cũng muốn là anh em mình cho nhau một cơ hội, được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Em trả lời anh luôn ha. Vì yêu anh em đã đến đây, trao tặng anh những yêu thương lòng say. Từng lời nói hôm nay cũng chẳng thể nào mang hết những tâm tư của em. Dù rằng đôi chân em vượt gió mây, chính đôi tay anh vẫn giữ tròn vẹn hơi ấm. Sẽ mãi chỉ chào cho riêng anh mà thôi. Yeah. Rồi. Quá dễ thương. Bây giờ để tay vào nút bấm. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Chúng ta bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Yêu thì bấm, rung động thì bấm, không rung động không bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời hai bạn. Ô. Bây giờ thì đã bấm rồi, hai bạn hãy nắm tay nhau đi nè. Một cô gái chưa có một mối tình chính thức nào, em có thể xin phép gia đình của bạn ấy để hôn bạn gái mình một cái? Vâng, cháu xin phép bác và cả hôn em ạ. Cháu rất luôn hồi hộp ạ. Bác cho phép ạ? Có, cho phép rồi đó. Nào. Thấy sao? Đã thấy luôn ạ. Thấy luôn đúng không? Hồi hộp rồi. Nào, chúc các bạn hạnh phúc. Và chúng tôi gửi cho các bạn những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Vâng ạ. Xin gửi tặng hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton và một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Cố gắng nha. Rồi cảm ơn các bạn đây. Rất nhiều. Nào, hãy đưa chú heo vào chuồng luôn nha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào bạn trai bên kia, chào tất cả các vị quý vị khán giả. Em tên là Phan Quỳnh Tị Nhàn, năm nay em 25 tuổi, đến từ Tây Ninh ạ. Công việc hiện tại đang là nhân viên xử lý dữ liệu ạ. Quên tên gì em? Phan Quỳnh Tị Nhàn anh. Hả? Tỷ á. Tỷ, tiền tỷ. Tỷ à, hả? Đúng rồi ạ. Nên rất lạ ha. Em thì đang ở huyện Bình Chánh ạ. Mời bạn trai. Chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Bạn gái bên kia và toàn thể khán giả trường quay. Em tên là Trần Minh Hiếu, năm nay em 25 tuổi. Hiện quê em ở Bình Dương nhưng mà em làm việc là nhân viên kế toán một công ty có trụ sở tại Bình Thạnh ạ. Rồi hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Mời em gái. Điểm mạnh của em hả là có khả năng nấu cơm 3 tầng. Hai. Rồi hai cho em. Không khét chính đó. Tầng cuối cùng là khét đó. Cuối là khét anh, tầng khét. Giữa là chính và tầng trên cùng là sống. Nay đâu có nấu bếp củi nữa đâu em. Nay là nồi cơm điện mà sao được 3 tầng em. Đó là khả năng đặc biệt của em đó anh. Lợi hại quá. Em nấu nồi cơm điện mà vẫn 3 tầng luôn hả? Dạ đúng rồi. Hay quá. Dạ khuyết điểm của em thứ nhất là lười. Nếu mà khả năng mà em có thể ngồi được là em không hề đứng luôn. Một cái nữa là ham ăn. Quán nào mà có ngon á là sẽ hay em. Là sẽ có mặt em. Dạ đúng rồi. Hoang mang quá nhỉ. Hoang mang quá. Rồi công việc nhà ai làm? Nhà của má làm. À bạn trai. Em tịch luôn à hả em? Dạ. Bạn gái bên kia có biết làm gì ở nhà? Bạn có thể làm dọn dẹp bất cứ kỳ cái gì không? Dạ mấy cái đó thì cũng biết anh. Nhưng mà có điều là không phải sợ tốn tiền mua trang mới.
Tức là dọn dẹp là bể luôn á hả? Dạ. Trời ơi, sao em đức tính toàn là giỏi không vậy ta? Nghe có hoang mang chút xíu nào không anh trai? Dạ em hơi hoang mang anh ơi. Không, anh nghĩ nó chơi vui thôi, chứ cô gái bên kia rất là vui nha, hài hước nữa. Anh nghĩ cái đó là cái thành tích khoe chơi thôi. Dạ. Không có, cái mặt cổ bên đây là y chang, là nói thiệt luôn, không có cái nào chơi hết trơn á anh à. Rồi muốn cứu mà cứu không nổi. Thiệt luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm gì em? Thì ưu điểm thì em có thể nói chuyện với bất cứ ai. Nói chung là vô lo vô nghĩ, cho nên lâu lâu em cũng hơi vô tâm chút xíu. Trời đất ơi. Hay. Có hai bên nó kỳ lạ vậy. Có ưu điểm gì khá khá chút không? Không hút thuốc. Được. À, không uống rượu. Được. Không cờ bạc. Được. Biết nấu ăn. Được. Cái này được à. Em còn nữ. Em thích. Nhưng mà có một cái nhược điểm cũng ngang ngang với bạn đó. Lười. Lười. Rồi. Biết nấu ăn mà lười vậy, có nấu không? Nấu thì nấu, nhưng mà yêu cầu bạn đó phải chuẩn bị cho em tất cả các thứ, em chỉ việc nấu thôi. Ở đây ta cũng lười, ta chỉ ngồi không là biến đứng đó. Nhưng mà nói vậy chứ về nhà em cũng phải kèm bạn lá lại chứ. Đúng rồi. Đâu có để cho bạn đó lười được. Đúng rồi. Mình em lười được rồi. Hả? Thôi thôi, cặp này khó quá, bỏ qua đi, vô chuyện khác đi. Tình duyên. Em cũng được trải qua được hai mối tình rồi chị. Vậy mà cũng có người yêu luôn á hả? Hay quá. Trước tình đầu là mối tình học sinh. À, có tình mới đây sao chia tay? Tình đó là tình đơn phương chị. Vậy là cái đó có đâu tính là mối tình đâu. Nhưng mà cũng là trái tim rung động được một lần. À, mà chắc ảnh biết, ảnh cũng sợ à. Bên kia có mấy mối tình? Bên đây em thì có ba mối tình. Gần đây nhất thì em quen được 3 năm. Gia đình bạn đó có đạo, có nguyện vọng là con rể là phải đạo gốc. Em bản thân em thì không có đạo gốc cho nên bạn gái bên kia có đạo không? Dạ. Dạ em đạo cao đài ạ. Rồi có bắt bạn nhà trai theo đạo theo đồ gì không? Hay là bình thường? Dạ bình thường ạ. Mẫu người lý tưởng của em sao? Dạ đẹp là được rồi chị. Sao là đẹp? Dạ có anh Nguyên Linh đi. Dạ hả? Dạ. Còn Nguyên Linh thì bạn trẻ nha chị. Mà đó giờ tôi mới lần đầu tiên tôi nghe người nó đẹp giống Nguyên Linh à. Rồi cảm ơn em nha. Bên kia có giống anh Nguyên Linh không? Đẹp trai hơn. Vậy bên đó mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Tóc nhà gài tở ngang vai trở xuống. Được. Cao trên 1m55. Mũi cao. Đặc biệt là phải da trắng. Mấy cái mà em kể á là không đạt không sao, nhưng đặc biệt da và trắng. Da và trắng. Da trắng để làm gì? Để ngắm hả? Dạ không có. Tại da em đen quá rồi. Em mà em thì tại em thích trắng. Em có tiền không? Em kiếm vợ trắng á, để có gì đời con em nó vớt lại. Trời ơi. Ít nhiều gì nó cũng ra được cái màu cà phê sữa. Kiểm tra có trắng không ha? Dạ. Trời ơi. Sao vậy anh? Trắng tươi. Trắng tươi. Chào em gái. Dạ em chào anh. À, chung nãy giờ hai bạn nói chuyện, ai cũng nói chuyện có duyên hết trơn á. Anh thấy về tính cách hai bạn cũng hợp nhau ha. Có những điều gì mà em không thích ở người đàn ông? Dạ đánh phụ nữ là em không thích thôi ạ. Bên đây không có đánh đâu. Trừ khi em đánh lại thôi. Không có đánh đâu là hiền đúng không? Đúng rồi, em hiền như cục đất. Rồi, được rồi, dễ thương lắm. Bây giờ thích người mập hay ốm, cao hay thấp? Cao khoảng 1m6 trở lên. Mập cũng được, dễ ốm. Còn ốm thì đẹp, tướng đẹp. Quá dễ, cô này sao không được. Chuẩn à, bên đây sói ca nha. Không có được đâu mà. Nói thiệt là nãy giờ em nghe cô này nói rồi em thấy sao? Mới đầu thì em hơi hoang mang. Nhưng giờ? Mà giờ em thấy đỡ hơn. Sao vậy? Tại vì em thấy bạn đó quán nào mà cũng biết em lại thích người dẫn em đi ăn. Em là tính mê ăn giặt lắm. Đất ơi, đồ tiền đâu, kinh tế đâu, rồi mai mốt còn phải nuôi con đồ nữa chứ. Đó chị ơi, trời, mấy cái đó đâu có nhiêu tiền chị. Rồi mình có phải làm dâu không em? Không chứ, em là dự định là ở lập nghiệp thành phố. À, chứ làm dâu là cũng khó lòng lắm á. Trời ơi, nhà ba mẹ em dễ lắm. Nói chung dễ chứ cũng không thể nào chịu nổi cô này đâu. Ừ, phải à. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Giận hờn vu vơ chị. Giận mà mình không biết cái lý do giận. Có cái gì phải nói ra, cho biết. Đúng rồi, có gì nói thẳng ra. Còn giận là em để đó cho giận luôn. Đừng có giận dai nghe chưa. Cặp này xứng đôi. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với hai chị và một em gái ạ. Rồi cho chị gặp chị của em đâu. Chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em là chị họ của Nhàn. Nói chung á, nãy giờ Nhàn chia sẻ thì thấy Nhàn thì không tính vậy đâu. Nhàn cũng vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát lắm. Nhưng mà không có lười đâu, nó cũng xuyên lắm á. Chia sẻ nghe ghê quá ha. Dạ, nó chia sẻ bạn trai bên này thì chị thấy là hợp với em đó, với Nhàn. Hai đứa nên cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn ha. Trai đi với ai? Dạ em đi chung với em gái ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường.
À, chào mọi người. Chị ở bên đây xinh lắm, chà hợp với anh Hiếu á. Nhưng mà chắc là còn trẻ sau đó, cho nên là thời gian mình tìm hiểu, thay đổi phù hợp nhau, nói chung là cho nhau cơ hội để tiến xa hơn. Khen em đẹp á, nhưng mà điều còn phải thay đổi là chưa trưởng thành đó cưng. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Có muốn quà nhỏ muốn tặng cho em? Rồi em cảm ơn. Đầu tiên rồi coi có trắng không? Em gặp anh rồi thì em thấy anh sao? Đẹp trai. Cảm ơn em. Con có trắng không em? Cả trắng. Ông nhìn sao mà dây mà ông nói trắng hay thiệt. Tối em hay gọi là đi ăn đồ các kiểu không? Dạ có ạ. Thì rảnh rỗi bạn bè thì cũng rủ nhau đi ăn. Ví dụ như mày muốn, ví dụ như mà em có bấm nút cho anh á, thì anh yêu cầu có một mình anh thôi, không cần bạn bè được không? Ok. Vấn đề đó thì thoải mái, em sẽ dẫn anh đi ăn những món ngon luôn. Nhưng mà vấn đề tiền anh trả. Trời ơi, cái đó chuyện nhỏ, anh dẫn đi mà lo cái gì. Ủa, tới đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện ăn. Tại vì em nghe nói là ăn không đúng không? Con đường dẫn đến trái tim vườn phụ nữ là con đường đi ngang qua cái bầu tử anh. Vậy đó hả? Dạ. Lấy nào về tiền bạc kinh tế trong nhà, ai quản lý? Đương nhiên là bạn nữ rồi. Ăn ăn quá à, hết vốn à. Cái đó có người kèm hết chị ơi. Dừng cái tóm mà chị. Cái quan điểm về con cái, người nào thích con trai, người nào thích con gái, nói luôn đi các bạn. Em nói luôn đi. Em nói trước đi. Em thì thích con gái hơn. Ồ, anh cũng vậy. Anh cũng thích gái hơn. Trời ơi, búng tay nữa mới ghê. Anh tặng cho em một bài hát ha. Bài Cô Bé Ơi của Huy Đức. Rồi. Cô bé ơi, anh nhớ em như ma lung nhớ đồng tiền đúng chưa, như nước đa nhớ cà chua, như môi em nhớ da ua ngọt ngào, cái nhớ nháy qua mà hàng rào, chẳng thèm đăng ký em cứ nhào mà nhào vô anh. Xô ra anh thấy chẳng đành nên anh ôm lấy rồi anh giữ hoài, nhớ nhào chẳng biết để đâu, lỡ để trên đầu thì tóc nó che đi. Để trồng tôi ao thì thấy cũng kỳ, lỡ đi mà rớt thì lấy gì mà chứng minh, chi bằng da bồ làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi, chi bằng da bồ làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi. Dễ thương, rất là dễ thương. Trời ơi, rất là dễ thương luôn. Phải là bấm bằng trái tim nha các bạn. Bấm nút là để hẹn hò và tiến tới hôn nhân nha các bạn. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3. Trời ơi. Trời ơi. Bấm gãy ghế người ta luôn vậy. Bấm ở đâu vậy? Như rồi. Anh diễn tả cái quyết liệt của cô em gái cho em coi. Quyết liệt sao dữ vậy? Cô suy nghĩ thật kỹ, căng mặt khi đếm 2 rồi 3 Ủa? Mà nó không cháy lên đèn. Xí cho em hỏi cái ủ nãy giờ cô cầm nè, không biết. Dạ là quà tặng hả? Sao nãy giờ không tặng? Bây giờ em mới tặng mới có ý nghĩa à. À rồi tặng đi. Cuộc sống thì vốn dĩ không hoàn hảo, nên mút chì mới có cục gom. Em hy vọng anh sẽ là chì và em gom, hoặc có thể là ngược lại, anh sẽ mời đáp khuyết điểm của em. Cảm ơn em ha. Rồi nhìn kỹ ảnh đi, rồi nắm tay nhau đi nè. Rồi hôn nhau đi hai bạn. Để im nè. Cặp này dễ thương nè. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng. Cảm ơn anh. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn đây là máy nước nóng với thương hiệu Senton. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Rồi, cũng được. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Cố gắng nha, tiến tới hôn nhân nha.
Mời bạn nam. Wow. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi các bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường cùng toàn thể các vị khán giả. Em tên là Phạm Đức Hoàng, năm nay em 25 tuổi, quê quán ở Quảng Ngãi, hiện công tác và sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì Hoàng? Dạ, ở ngành quản lý đô thị. Rồi, xin mời bạn gái. Rồi, dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Rồi, em tên là gì? Dạ, em tên là Lưu Tiết Ngân, năm nay 24 tuổi. Em làm ở công ty mẹ và bé, đang có kinh doanh thêm một quán kem bơ. Ồ, quê em ở đâu? Dạ, em ở Sài Thành. Rồi, chúc em mua may bán đắt nha. Yên tâm đi, em làm kem bơ đúng không? Dạ. Có khách hàng thường xuyên ngồi bên đây rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em thích hát, em thường hay giúp đỡ mọi người. Vậy là tốt rồi, có điểm yếu gì không? Có nhược điểm gì không? Dạ, có nhiều. Như là hay quên. Hay quên. Thường thì công ty em á thì có một cái chỗ gửi xe riêng. Rồi mà bữa đó thì em gửi xe để trước công ty luôn. Cái cũng như thói quen bình thường, mình chạy ra mình nhìn trời, lúc đó trời đang mưa nữa. Mà em đứng em nhìn trời xong nói trời ơi trời mưa gió vậy. Rồi mình hả rồi để xe bên chỗ giữ xe nữa. Cực khổ quá, xong rồi cũng bang qua bên chỗ giữ xe. Xong đứng kiếm, sao xe mình chỗ này đâu rồi? Kiếm một hồi xong mệt quá. Bắt đầu hả? Hỏi cái anh giữ xe, bắt đầu nguyên mấy người đi kiếm mà không có, bắt đầu ngồi khóc xong nhớ ra mình xe để xe ở công ty. Em cũng hay lắm. Chừng ngày mà em làm dài chặt vậy thôi là coi như khỏi làm ăn vậy luôn đó em. Nếu như mà em bán kem bơ mà quên tính tiền mới nói quên tính nguyên ngày rồi biết em rồi từ đó quên nhớ luôn cho coi. Mà bạn nam, ưu khuyết điểm em là gì? Về cái cách làm việc của em thì làm đến đâu là mình dứt điểm cho đến đó. Sạch đến đó. Quản lý đô thị mà đi đến đâu là dọn đến đó. Miễn sao sạch đường phố được rồi đúng không? Dạ không, cái này là cái công việc của mình. Đúng mình rồi. Đến nơi mình chốn dọn rồi. Dẹp để trật tự đường phố cho tốt, dạ. Cho nó đẹp thôi ha. Dạ. Rồi khuyết điểm là gì? Dạ còn khuyết điểm của em thì do cái cơ địa của em thì xương nó to cho nên nhìn nó hơi mập. Không, cũng không mập gì lắm đâu. Nói chung là ăn kem bơ vẫn còn được. Hả? Dạ, mà giờ dạ. Cuối cùng là do xương to hay là do mập? Dạ cái này là cũng xương to chị, một phần to. Xương to. Dạ. Rồi sở thích của em là gì? Dạ sở thích của em là thích đi xem phim. Xem phim. Có hay xem phim một mình anh? Có hay quên không? Dạ em cũng không có hay quên. Không hay quên yên tâm, lo cho bạn bên kia được. Dạ. Đúng rồi, tại vì em hỏi bạn em là giờ làm sao để chữa cái bệnh hay quên đi. Bạn em nói là giờ có bồ. Có bồ đi, bồ nó nhớ giùm mày. Đúng rồi, bồ nhắc nhở đúng không? Rồi thì tình trường thì sao? Mấy mối tình rồi em? Em không nhớ nữa chị. Cái gì? Mấy mối tình mà không nhớ nè, nhiều lắm hả? Dạ không phải là tại vì em hay quên á cho nên. Mối tình mà cũng quên luôn hả em? Đừng, tình duyên nó chắc chở lắm. Thôi giờ hỏi gì cho nó gọn đi. Để anh qua anh coi cô nào mà quên dữ vậy. Trời ơi, cô mà quên luôn mà. Giờ anh hỏi em có nhớ nụ hôn nào chưa? Dạ có, dạ có. Có vậy là có mối tình. Dạ. Thôi vậy được rồi, không cần nhớ mối tình cũng được. Dễ thương mà ha. Dạ. Em có mối tình nào chưa? Dạ có rồi. Có thấy chưa, bên đây nhớ. Mai mốt về nhớ giùm bên kia nha. Dạ. Mấy mối tình? Dạ hai. Yêu mấy năm? Dạ cũng là một mối quan hệ tìm hiểu khoảng vài tháng rồi thôi. Có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Cái gì? Có mối tình mà chưa hôn? Chưa có hôn. Bữa nay không nhớ mối tình thiệt mà có hôn. Dạ thiệt á. Có nắm tay chưa? Dạ nắm tay rồi, có rồi. Dạ. Có cảm giác gì không? Cũng phiêu phiêu quá anh. Nắm tay con trai thấy sao? Dạ thấy ghê luôn. Gì? Thấy ghê, nắm tay con trai thấy ghê là được rồi. Tôi kiểm tra chút xíu được rồi. Nói tóm lại là hai bên đây rất là nghịch lý với nhau ha. Bên kia không nhớ mối tình nào mà có hôn. Bên đây là nhớ hai mối tình chưa có hôn. Giống như là người ta hung lén hôn má mình vậy đó. Là coi như là mới bị hung lén thôi. Em muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn kiếm một người bạn trai trưởng thành, chín chắn, tinh tế, biết quan tâm chăm sóc em là được. Trưởng ngoài thành hình là sao em? Tức là vậy thì thành công á hả? Giống như tính em cười hơi con nít á. Cho nên anh nói lúc mà cũng hơi nghiêm nghiêm nhưng mà cũng phải vui nữa. Coi như biết dừng lại đúng lúc đúng không? Đúng rồi. Rồi những người mà làm công tác quản lý đô thị thì phải nói là rất là nghiêm khắc ha. Công việc là công việc mà cuộc sống là cuộc sống, yên tâm. Anh này trưởng thành rồi đó. Có hình mẫu lý tưởng không? Mẫu lý tưởng của em như là Âu Dương Trấn Quang.
À, là em thích hói phải không? Để chị qua chị coi. Đúng không cưng? Không, nhìn người nhìn chị. Phúc hậu vậy đó chị. À, vậy là được rồi, em là đoạt chuẩn rồi đó. Dạ. Hợp lý rồi đó. Rồi chiều cao, cân nặng, mắt, mũi, miệng gì không? Dạ, chiều cao khoảng 1m65. Rồi, được. Mắt thì, đôi mắt phải là to, tròn, lông mi dài, cong vút. Lông mi dài, cong vút luôn hả? Để mượn mắt một câu gắn qua. Rồi, có cái điều gì em ghét nhất ở người đàn ông không? À, chạy xe á chị, chạy xe đừng có chậm quá. Ủa, sao vậy? Chạy chậm cho nó an toàn em. Chạy chậm quá em rất là nóng, không biết sao nó nóng lắm. À, là em muốn đua xe hay sao? Chạy hơi nhanh một chút nhưng mà phải chắc tay lái. À. Dạ đừng có cà giật. Rồi giật. Phải tay lái lụa đó mới được. Tâm bạn này ngồi xe không có giật đâu em. Không nhưng mà bạn này chở em là đúng là em đi nóng thiệt, tại vì gió nó không có bay ra đằng sau được đâu, yên tâm đi. Hết chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi phải không? Em. Dạ. Em thích người bạn gái hay sao em? Cái mẫu người lý tưởng của em là nữ thì cao chỉ 1m55. Rồi, chuẩn. Ngoại hình thì cân đối. Ừ, chuẩn luôn. Mập mập chút xíu em cũng thích nữa. Rồi, dạ. Có da có thịt. Dạ, có tóc dài. Tóc dài, có dài luôn. Trời ơi, đủ hết bên đây coi như bao luôn đó, còn gì nữa không? Dạ, đôi mắt đẹp rồi. Đẹp luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Khi mà mình làm sai một cái gì đó, nếu như mà nhắc nhở rồi thì thôi, cứ mỗi lần giận là đem lo cái chuyện cũ ra nói. Môi chuyện cũ, bơi móc chuyện cũ ra nói. Không có môi móc đâu vậy, nói xong quên mất tiêu luôn, không môi được đâu. Ủa mà chị hỏi nhẹ một câu là em vậy là to xương chứ không phải mập hả? Nó cũng một phần chị, một phần to xương mà cũng một phần mập. Dạ. À, chị thì để có thêm cái khái niệm mới về to xương chứ không phải mập. Được, hợp lý rồi đó. Hợp lý, anh thấy cô gái bên kia mặc dù có chút hay quên nhưng mà dễ thương lắm. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ, dì và các người bạn của em. Có mẹ nữa hả? Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Xin chào MC Quyền Linh với bà mối Cát Tường. Dạ. Theo hồi nãy vừa dùm thì thấy cô gái bên đây cũng dễ thương, chuyện cũng hiền, mẹ cũng thích. Cô có dặn dò gì với con dâu tương lai của mình không? Run quá. Cô, bình thường con trai cô có tật xấu gì mà nãy giờ chưa có khai ra không cô? Có ha cô, gì vậy cô? Con trai có hút thuốc á. À trời, đúng rồi, em không nghe được mùi thuốc chị ơi. Con trai có hút thuốc mà con trai nói hả, kêu bỏ đi, kêu phải con hỉ con có bồ là con bỏ đó. Dạ. Đi nhiệm vụ em làm sao cho bạn trai bỏ hút thuốc nghe không? Dạ đúng rồi, con sẽ hứa với cô, tại vì nếu mà con nghe mùi thuốc là con chết mất. Con chết. Vậy hả? Con nghe mùi thuốc anh thỏng. Vậy mà hồi nãy tôi hỏi có cái gì không thích ở bạn trai không thì không nói. Em quên. Em lại quên. Em thích nghe em quên. Cảm ơn cô nhiều. Rồi vậy em gái bên đây đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ. Mẹ con em. Chào cô. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Dạ. Con tôi thì gái cưng tôi, cưng lắm. Tôi có hai đứa thôi. Hiện giờ cho hai đứa nó lên tìm hiểu, tùy theo hai đứa. Rồi, cảm ơn cô ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ mở cửa trái tim cho hai bên gặp mặt với nhau. Mở cửa rào. Đó. Anh có món quà tặng em. Dạ, con em cừu cũng có hả? Món quà tặng. Cảm ơn em. Đến với chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Anh hát. Theo em anh thì về, theo em anh thì về, tâm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre dù khi chiều về. Ơi quê ta bên Đà bên Đung, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngon, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo liều tranh mãi xiêu, kỳ dáng ai như giang mẹ, giang chị tôi. Hay quá. Rất là ngọt ngào. Rất vàng ha. Rồi, mời em gái. Anh hát cơ, xong rồi em hát một bài nhận anh lại. Đừng nói xong rồi quên bài hát đi. Ngô kỳ thời, con kiên nó leo cây,
Nam mô Di Bố Cụ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô Di Bố Cà, ruộng xa anh gieo chính giang bìm bịp nó kêu nước lên ra duyên anh cưới em. Hay quá rồi, cặp này hợp rồi nha. Được, được. Về quan niệm tình yêu của em là như thế nào? Em mong tình yêu thì phải biết chia sẻ, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Cho dù không có thể gặp thường xuyên thì cũng phải, nói chung là cũng phải có những cái tin nhắn gì đó hỏi han nhau mỗi ngày. Về cái quan niệm tình yêu của anh cũng vậy, cũng là chung thủy, tha thứ, quan tâm chăm sóc và chia sẻ. Anh sẽ hứa là mỗi ngày anh sẽ nhắn tin cho em. Nếu như thật sự mà nhớ em thì anh sẽ chạy qua. Một ngày mà anh không qua là coi như quên luôn. Vô cái vụ hút thuốc đi em, mãi hứa với má đúng rồi, anh không được hút thuốc nữa nha. Sau cái buổi gặp mặt này thì thấy giờ anh sẽ hạn chế và có thể là bỏ dần luôn, bỏ hết luôn. Dạ. Anh thì anh cảm thấy em rất là dễ thương, về tính tình thì cũng rất là tốt. Em hơi khùng khùng chút, anh có chịu không? Anh thì tính hơi trẻ con đó. Anh thì anh rất thích trẻ con, nhiều lúc anh cũng nhây cũng lầy lắm. Đứa khùng đứa lầy về nhà chắc vui lắm á. Mà em cảm nhận anh là rất là giống ông Dương Trấn Quang. Trời đất. Anh không có hói đâu. Vậy là trúng cái mẫu người lý tưởng người ta rồi đó. Ta nói câu đó ý là người ta khen mình đó. Bây giờ thì cái cảm nhận của em hiện tại thì rất là vui, vì có thể là gặp một bạn gái xinh xắn như vậy. Rất cảm ơn chương trình và gia đình đã tạo điều kiện cho em và bạn gái gặp mặt nhau. Ở quê anh có trái cây, có vườn trái cây không? Tại vì em rất là thích. Ở quê anh thì nói chung là về vườn trái cây thì cũng có, nhưng mà chủ yếu nổi tiếng nhất là tỏi Lý Sơn thôi chứ không có gì hết. Có tỏi. Ta đòi ăn trái cây mà ổng chuyển qua tỏi luôn. Dạ. Cái về cái kế hoạch mà hẹn hò thì có thể là một tuần hai hoặc ba lần. Ví dụ như rảnh thì mình sẽ, nếu như mà em có thời gian rảnh và anh cũng vậy thì chúng mình sẽ gặp nhau. Dạ. Rồi đến lúc đó thì sẽ bàn ra những cái về những cái địa điểm mà mình sẽ đi. Anh thì anh cũng rất biết nhiều cái địa điểm ăn vặt trên thành phố này. Và có thể nói là anh là Google của thành phố này. Thì cái đường này anh cũng biết. Chỗ ăn nó rành lắm đó. Dạ đúng rồi, em nhìn là em biết rồi. Chạy xe nhanh chậm. Dạ đúng rồi, anh chạy xe nhanh hay chậm anh? Khi mà anh chạy bình thường thì cũng chạy đúng tốc độ quy định thôi. Còn nếu chạy em thì anh có thể chạy chậm hơn. Dạ, người ta muốn chạy nhanh, thích chạy nhanh đúng không? Ông này ông không có nghe người ta chia sẻ. Dạ không, em có nghe chị, nhưng mà mình phải đảm bảo cái an toàn cho bạn gái. Nói chung là chạy sao cho có gió cho nó mát. Chạy chậm trời, nó nóng lắm. Nó có chạy nhanh thì cũng đâu có gió nổi tới em đâu. Em có muốn làm dâu không hay là muốn ở riêng? Nếu mà làm dâu thì cũng bình thường. Tại vì em nghĩ là thời buổi nay thì chắc mẹ chồng cũng dễ. Nếu mà mẹ chồng không thích thì mình cũng sẽ dùng hết tâm tư tình cảm của mình dành cho mẹ chồng, thì mẹ chồng cũng sẽ cảm động thôi. Thời gian cũng sẽ cảm động thôi. Vậy anh hỏi em thêm một vấn đề nữa là bên mình có bắt rễ không? Dạ má em thì rất là thích bắt rễ. Má em cứ kêu về. Ba má anh thì kêu mày đi đi rồi tao cho tiền mày đi luôn. Trời ơi. Này chắc phải hỏi hai bà xu ở dưới có bên chịu bắt rễ không, còn bên là cho nhiều. Cái con đó thì anh tặng cho em chỉ là con bò thôi. Nó có thể là con bò mà cũng con cừu, anh không biết con gì. Anh cũng... Ủa tự nhiên tặng em con bò vậy? Không phải, tại vì nó có một cái ý nghĩa như thế này mà anh tặng em là anh bây giờ mới nói. Sau này anh sẽ cố gắng làm việc thật là chăm chỉ để chăm lo cho tương lai của chúng ta. Giống như con bò. À... Anh có nguyện cùng ở bên em lúc hôm nào mình sang giàu hay nghèo khó, khi khỏe mạnh hay ốm đau, cũng như là lúc xinh đẹp hay không được đẹp không anh? Này trong phim á, Âu Dương Chấn Hoa nói với cái cô kìa. Anh bằng lòng. Trời ơi, cái này là giống làm lễ nhà thờ vậy đó. Rồi, để tao nút bấm đi em. Quyết định hay không là do các bạn. Trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi. Và bây giờ thì một nụ hôn chính thức. Dạ thưa cô, cho con xin hôn mẹ đó. Má cho rồi, má gật đầu rồi.
nhớ đúng không, này nhớ không? Đây là vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng cho hai bạn, đây là chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Võ của em là võ bảy chọ chị ạ. Bạn gái biết võ không? Em biết võ chạy. Võ chạy? Bên đây bảy chọ là bỏ chạy đó. Ưu điểm của em là bị cái bệnh lười. Ưu điểm á hả? Á nhược điểm ạ. Em có thể làm tất cả mọi công việc mà cái người phụ nữ làm. Rồi, cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Chào anh Linh. Rồi, bây giờ hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ, em chào chú. Em chào anh Huyền Linh, em chào chị Cát Tường, em xin chào mọi người ạ. Em tên là Huỳnh Thị Diệu Huyền, em năm nay 28 tuổi, em hiện đang là điều phối viên sản xuất của công ty nội thất. Quê em quê ở Bình Định ạ. Bình Định. Dạ. Chú chào em. Dạ, em chào anh. Mình vô đây lâu chưa? Dạ, em mới vào đây được hơn 3 năm ạ. Mới hơn 3 năm thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và toàn thể các chị cô bác có mặt trong khán phòng hôm nay. Em tên là Ngô Minh Phương, em 30 tuổi, quê quán thì em đến từ miền đất Võ, Bình Định luôn. Ồ, hay quá, trùng hợp dạ. Quá vậy. Công việc hiện tại của em đang làm là kỹ sư về công nghệ thông tin ạ. Phương ơi, em hỏi bên kia coi ở huyện nào, xã nào. Em ở Bình Định, ở huyện nào em? Dạ, em ở thành phố Quy Nhơn anh. Anh là ở đâu ạ? Dạ, em cách anh khoảng 80 cây, anh thì ở Hoài Nhơn à. Mình Nhơn. Có chung chữ Nhơn à. Nói chung cũng gần mà. Gần lắm, em yêu thì ở đâu cũng gần. Biết võ không em? Em á chị? Dạ biết chị. Võ của em là võ bảy chọ chị ạ. Dạ. Bạn gái biết võ không? Em biết võ chạy. Võ chạy? Dạ. Bên đây bảy chọ là bỏ chạy đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì nè? Dạ. Em tính tình khá là dễ tính, thích nghi được với môi trường rất là tốt, linh hoạt. Nhưng mà ưu điểm của em á là bị cái bệnh lười. Ưu điểm á hả? Nhược điểm ạ. Nhược điểm của em bị cái bệnh lười. Ủa, lười là lười cái gì? Lười trong công việc, lười làm dạ. Biếng, giặt giũ, dọn dẹp. Dạ, lười làm việc nhà. Vậy em ở đây là ai làm việc nhà? Dạ, tuần em làm lần. Tuần làm lần. Sau này về anh làm giúp cho em. Anh xin. Có mới nói nha. Dọn dẹp là giặt đồ, rửa chén, lau nhà, nấu cơm rồi đúng đó nghe. Dạ, lao động là vinh vang mà chị, làm hết. Biết nấu ăn luôn hả? Dạ biết chị. Hay quá. Vậy ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em kể luôn đi. Em thì có ưu điểm cũng nhiều và khuyết điểm thì cũng nhiều. Em là một người rất là, nói chung rất là thân thiện. Em rất dễ gần với tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi luôn. Người lớn, trẻ em, người già, nói chung là em bắt chuyện và nói chung là giao lưu. Thứ hai nữa là về ưu điểm như em đã nói thì em có thể làm tất cả mọi công việc mà cái người phụ nữ làm. Ngoại cái trừ về sinh đẻ thì em làm được thôi. Còn tất cả em làm được hết. Và về cái ưu điểm thứ ba nữa là em rất là đam mê về âm nhạc, tất cả các thể loại luôn. Nói chung là nhạc gì em cũng hát được. Rồi về thể thao thì em chơi được các cái môn như là tennis hay là billiard hay bida chẳng hạn. Và ưu điểm nữa là em không biết hút thuốc, em không biết uống cà phê, nhưng mà em biết nhậu. À, cũng quá cha mấy kìa. Nhậu dữ hơn nó nhậu nhiều không? Dạ nhậu thì nói chung là cũng tùy hứng anh, vui thì uống 2 chai 3 chai, lúc buồn thì uống 5-7 chai, nhưng mà em uống là có một cái chừng mực. Đó là ưu khuyết điểm hai bạn. Còn bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn nữ phải cao khoảng tầm 1m54 trở lên, nặng thì tầm khoảng 47 kg, thì nói chung là có da có thịt tí, khuôn mặt thì ưa nhìn. Và cái điểm quan trọng nhất của em đối với em là cái người phụ nữ đó là họ phải chân thành. Yêu là yêu cho đến chết thôi, chứ không có đứng núi này trông núi nọ. Ghê quá, yêu tới chết luôn. Dạ. Còn em thì sao? Em đối với người yêu của em thì em cũng chỉ cần người đó thẳng thắn, chân thật, chia sẻ, có gì nói đấy.
Rồi rồi sao nè, em nói có hết cái chủng lòng người mình đi. Có cái mẫu người muốn mong muốn như thế nào cứ nói hết ra luôn đi. Em cũng được mấy sáu lòng cho nên là em mong bạn trai của em thì cũng cao hơn em là khoảng 1m7, tướng người cũng cao ráo, không cần đẹp trai nhưng mà gọn gàng sạch sẽ. Gọn gàng sạch sẽ. Khoảng nhậu thì em có thể tiếp được cho nên không vấn đề. Em cũng không thích trai hút thuốc. Bên đây không hút tốt thuốc. Rồi, dạ, tốt rồi, tốt rồi. Dạ em nghe thì em cũng chấm được mấy khoảng. Bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc khoảng 60. 60% hả? Dạ. Ít như vậy hả? Nhìn mặt rồi đoán tiếp. À, nhìn mặt đoán tiếp đúng không? Dạ. Em ghét gì nhất mà những cái tật xấu người đàn ông? Keo kiệt anh. Em khá là phóng khoáng nên là đối với con trai mà keo kiệt mà kiểu chi ly từng chút là em không chịu được. À, cái đấy khoảng này em an tâm, anh là rất là thoáng á. À. Thoáng đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Ôi, em cũng thoáng, anh cũng thoáng rồi, ai giữ tiền. À. Không, mình thoáng mà, mình thoáng đúng chuyện em, chứ không phải là chuyện gì mà đúng thoáng. Đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em có 2 mối tình rồi. Mối dài nhất là nhiêu? Dài nhất được 3 năm, ngắn nhất thì được 2 năm. Tại sao chia tay? Lúc đó em vẫn còn trẻ, em vẫn muốn bay nhảy nên là em chưa có ý định lập gia đình. Là em tự chia tay? Nói chung bên kia họ cũng hối quá nên thôi. Họ hối chia tay hả? Không, họ hối đám cưới. Em sợ quên rút. Trời đất ơi, đợt này là người ta muốn yêu là yêu tới chết đó. Bây giờ chắc chuyến này là yêu là cưới không? Em tìm người để đi cùng em tới hết đời. Chứ không phải là chỉ đơn giản là để cưới. Được không em đi hết đời không? Được anh, được anh. Người bên kia có mấy mối tình rồi, bạn trai? Dạ em thì mối tình chính thức thì có 2 chị. Còn râu ria thì cũng 1 vài. Trời ơi. Mối tình đầu tiên của em là thời đại học á. Mối tình đó quen khoảng tầm 6 tháng. Còn dạ, cái mối tình gần đây nhất là lý do sao chia tay? Mối tình mà gần đây nhất là em quen được 2 năm. Nói chung là cũng có nhiều cái điểm. Thì em chào chị. Có nhiều cái điểm nó không có hợp. Cô ấy là muốn em là phải giống như là phải sống theo cái lối sống của cô ấy áp đặt. Rồi chia tay luôn. Cái đó chưa là cái nguyên nhân chính. Mà cái nguyên nhân chính là bố mẹ cô ấy tìm cho cô ấy một cái công việc ở ngoài Quảng Ngãi. Em định là lập nghiệp ở đâu? Bây giờ lấy vợ thì mình sẽ ở đâu? Lập nghiệp ở đây ạ. Ở đây. Ủa dạ, em định lập nghiệp ở đâu? Hiện tại em đang làm việc ở đây. Quê thì em ở đây luôn. Ở đây luôn. Là không có ai có ý định về quê hết đúng không? Dạ. Về già rồi tính. Em cao mét nhiêu? 6 bẻ. 6 bẻ à? Bớt 3 phân được không em? Dạ được. Được. Chỗ bên đây cô này cô cao lắm nha. Em mang giày cao gót được. Em mang giày cao gót được hả? Là lên 1m7 liền à. Lên 1m7 luôn. Dạ. Ơi, nấu ăn rồi được hết, mang giày cao gót được luôn. Vậy phải coi lại giới tính nha. Men, chăm men. Chăm. Bây giờ quen bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Em thì cũng lớn rồi. Bạn bè em thì nói chung có con có cái tùm lum hết rồi. Thì em muốn là nói chung càng sớm càng tốt. Công việc ổn định chưa? Dạ công việc của em có dành dụm được gì chưa? Dạ cũng có được chút rồi chị. Có dự định chừng nào mới mua được nhà ở trong này không? Hiện tại giờ em chưa có vợ thì nói chung em làm được bao nhiêu thì em tiêu. Không có người phụ nữ thì cái tiền nó đi một cách nói chung nó chạy đường nào em. Theo em như bây giờ thì bao nhiêu lâu lấy vợ xong bao lâu nữa mới mua nổi một cái căn nhà ở trong này? Theo em thì nếu mà mua nhà mua đất ở đây thì cũng phải có 2 người phải cùng lại tích góp. Thì bao năm, mấy năm? Em nghĩ khoảng tầm 3 đến 5 năm. Đó, mình phải có một cái kế hoạch như vậy. Dạ, cái tương lai mình vậy, bạn gái nghe ta mới yên tâm. Nãy giờ nghe hết rồi, bạn trai chia sẻ rồi gì? Chị muốn nghe thêm ý kiến người thân của mình. Hôm nay em đi với ai nè? Hôm nay em đi với anh và bạn của em ạ. Chào anh. Xin chào anh Quyền Linh cùng chị Cát Tường. Xin anh chào ruột, bạn hả? Trai. Dạ, anh rể. Anh rể. Thì em đến cổ vũ cho Huyền. Thấy cái bạn trai bên này thì rất là điềm đạm và nói chung là rất là phù hợp với em gái mình. Hai bạn đến với nhau thì cũng đó là một mối luân duyên nên anh ủng hộ cho hai bạn. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Còn anh trai đi với ai? Dạ em đi coi với em gái ạ. Em gái bên dạ, anh rể bên em gái, em ruột hả? Dạ em ruột. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào em, chào chị Diệu Huyền và chào tất cả khán giả. Em thấy chị Huyền thì xinh đẹp, chung là cá tính hợp với anh của em. Anh của em thì ảnh chung là ảnh hiền lắm. Thì chương trình này thì em bảo ảnh là ảnh đăng ký để tham gia đó. Thì em hy vọng là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn. Rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em gái. Em đăng ký lâu chưa em trai, Phương? Cái này em gái đăng ký chắc khoảng tầm hơn năm. Hơn năm rồi. Dạ. Lâu ha. Tại bên vì này... hồ sơ chúng tôi rất là nhiều. Khi các bạn đăng ký có nhiều hỏi tại sao phải đăng ký lâu như vậy. Có nhiều người đăng ký tới 3 năm, 4 năm. Tại vì cái yêu cầu của các bạn rất là cao. Thí dụ như chân dài 1m8, mũi dài 1m1 hay gì đó, thành ra tôi tìm rất là lâu. Có duyên nhau thì hai cái hồ sơ nó gần như tương đồng với nhau. Đó là lý do là rất là lâu ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa hàng rào ra để cho cặp đôi có thể gặp nhau và trò chuyện nha. Mở cửa. Cửa rào đã mở.
lần đầu đẹp. Có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Mình đứng sát với nhau coi các bạn. Sao nào? Em không mang giày cao gót. Hợp lý không? Mọi người thấy sao? Cũng đâu có thấp gì lắm đâu đúng không? Không cần mang giày cao gót anh trai. Nãy bạn nói hát được đúng không? Dạ. Hát để gây cảm tình ngay từ những giây phút ban đầu. Hôm nay thì gặp em ở đây cũng là một cái niềm vui. Thì anh xin hát gửi em một bài hát Lâu Đài Tình Ái á. Cho em đứng hát em ngồi hát được. Em đứng em hát cho cô gái bên kia kìa, đó. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ có may kết thành lâu đài. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh kinh cầu xa. Cho nên cho dù ngàn năm qua còn vẫn vươn bao hồn hoa. Hay. Rồi. Rất là phiêu linh. Đúng rồi, em hát hay hơn nữa. Hả? Nhưng mà em hơi rung. Hơi rung ha, đúng dạ. Rồi, vậy là hay lắm rồi em. Tới rồi, bạn gái. Thử. Dạ, em cũng hay đi hát karaoke thì em cũng chỉ hát được mỗi bài này thôi. Rõ mai nhung chen chua cay này, lêu bêu như gã du ca buồn, lang thang bữa với nỗi đau, với trái tim ta tầng niềm. Ta đang lâu đài tình ái ngon lành với nhấp hai chén chua cay luôn. Trái tim tật nguyền rồi ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Các bạn có 2 phút. Bắt đầu. Thì lần đầu tiên gặp em á, thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào? Em cũng không có phán đoán nhiều về cái nhìn đầu tiên. Trong qua giọng nói của anh thì em cũng cảm giác là anh khá là chín chắn, chững chạc. Khá là tốt cho cái tính của em nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì em thích hẹn hò ở những nơi nào? Cho em hỏi là anh ở đâu ạ? Hiện tại thì anh đang ở Tân Bình. Em cũng ở Tân Bình. Dạ, anh ở đường Nguyễn Mại, ngay chỗ công viên Hồ Văn Thụ luôn. Em thì ở gần đây, nói chung là trong quận thì cũng gần. Em thì cũng không có thích là đi uống cà phê nhiều hay là xem phim nhiều. Nhưng mà lâu lâu gặp nhau rồi, nếu anh rảnh thì anh nấu cơm cho em. Ok. Dạ, em cũng không có thích đi ra ngoài nhiều. Em là ít đi đúng không? Dạ, còn em anh, ít đi. Anh thì đi nhiều lắm. Thế anh lại đi công tác nhiều ạ? Công việc của anh thì 80% là ở thành phố Hồ Chí Minh, 20% thì ở các tỉnh. Thế một tháng thì anh đi khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì tùy thuộc vào cái công việc của công ty. Có tháng thì chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đa số bây giờ đi tỉnh là cũng ít, tại vì nhân viên của công ty cũng khá là nhiều. Thì hôm nay người này đi thì hôm khác người khác đi. Đưa ra một giải pháp chuẩn bị đám cưới coi làm sao. Phải có một cái danh sách mà khách hàng nè, bạn bè, người thân đó, phải có tiền. Khoảng bao nhiêu? Khoảng tầm 100-150 á. Em không muốn cưới xong mà về đổ nợ đâu. Có đủ 100-150 không kìa. Thông báo cho gỗ luôn đi. An tâm đi, em không đổ nợ đâu em. Bởi vì anh tính được mà. Dạ. Tiền bạc ai giữ? Cái quan điểm của em là cái người phụ nữ giữ tiền là tốt nhất. Nữ giữ tiền thì họ sẽ biết cách chi tiêu. Còn đàn ông giữ tiền thì nó tiêu phá nhanh. Như em là giữ tiền là em nhanh lắm. Ai cũng nói vậy trơn á. Tới chừng về vợ giữ quạo. Em giao tiền cho vợ, rồi mỗi tháng em lấy là bao nhiêu phần trăm? Chứ không lẽ em giao hết hay là em có quỷ đen hay không? Nếu mà yêu nhau rồi thì sẽ có một cái thỏa thuận á. Đúng rồi, nhưng mà tụi anh muốn thỏa thuận đây để ghi vào, gọi là cái bằng chứng. Bao nhiêu, bao nhiêu? Em lấy ra rồi em coi là không có cãi nhau nữa. 70-30. Đó, 70-30. Thiếu xin thêm. Còn vụ thiếu xin thêm 30 là nhiều rồi đó. Theo như tôi là 80-20 thôi. Cũng được chị, nhưng mà ví dụ như mình mỗi lần ví dụ như đi gặp khách hàng hay là đi chơi với bạn bè thì có cho anh xin thêm, cho anh xin ít. Ok là được. Em thì em không có giữ tiền của anh đâu. Hả? Em giữ thẻ thôi. Giữ thẻ thôi. Được. Được. Nói tóm lại đây là một chuyện hết sức nhạy cảm. Bởi vì các bạn có biết không, thường những cặp yêu nhau lúc đầu thì rất là ok, nhưng sau đó yêu nhau thời gian lấy nhau rồi bắt đầu tiền bạc nó có vấn đề là hay bị xích mích chuyện này lắm. Nên chúng ta ở đây á, chúng tôi muốn các bạn rõ ràng ở đó để sau này các bạn không có cãi nhau về chuyện đó nữa, cứ thế mà làm. Rồi bây giờ mình tính cái kế hoạch bao lâu nữa thì mình kết hôn. Nếu mà quen nhau thì em tính khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Em cũng nói chung ba mẹ em thì vội rồi, nhưng mà em vẫn chưa có vội, bởi vì cái gì vội thì dễ hỏng lắm. Chắc qua năm sau, đầu năm sau là được. Vậy là cũng nhanh rồi. Bạn trai theo kịp không? Dạ được ạ.
Vậy hai bạn bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, nói với nhau một điều gì đó ngắn gọn, xúc tích. Cho anh được nắm tay em đúng không? Rất là mạnh mẽ. Anh và em đã trôi dạt bao nhiêu năm, hôm nay mình mới có dịp được gặp ở đây. Thời gian vừa qua thì chắc chắn là giữa em hoặc là anh là mình sẽ có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà cái duyên nó không đến. Mình đã đến đây thì em là bến đỗ, anh là thuyền. Anh muốn em là một cái bến đỗ để anh có thể neo thuyền ở đây thì hết. Em không muốn em là thuyền, em không muốn là bến đỗ. Em là thuyền. Thế là anh đi đâu em đi đây. Có thuyền, có bến đỗ, quan trọng là cái dây buộc thuyền nó có chắc hay không thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định bấm nút hay không là do quyết định của các bạn nha. Bấm là mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hai bạn. Rồi, hãy đứng sát vào nhau. Hai bạn. Chúng ta yêu là nói là yêu à, không yêu thì nói một lần cho xong. Rồi bây giờ thì chúng ta chúc mừng cho họ. Và bắt đầu từ giây phút này các bạn không rời nhau nhé. Anh cho anh xin được hôn em. Ông này ông rất là quyết liệt. Được. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng phần quà là 7 triệu đồng. Cảm ơn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Em cảm ơn anh ạ. Dạ thì qua cái chương trình này thì em cũng cảm ơn ban biên tập cùng với MC Quyền Linh và Cát Tường đã tạo một cái cơ hội để cho tụi em được gặp nhau. Thì em luôn chúc cho chương trình luôn phát triển và thành công trong tương lai. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn hai bạn. Quà của bạn rồi. Đây đúng không? Những cái lời nói, những hình ảnh các bạn sẽ mãi mãi lưu vào cuộc đời các bạn nha. Nhớ thực hiện những cái gì mà mình đã nói và làm đúng những gì mình đã hứa. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn. Rồi, chúc mừng hai bạn. Rất là vui đúng không? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Vâng, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường và chào các cô chú và các bạn ở dưới. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Tiến Dũng, hiện nay 31 tuổi và hiện tại em đang làm ở Bình Dương. Công việc của em là em làm công nhân cho công ty sản xuất bao tay y tế. Và công việc chính là em bên kiểm hàng. Và ngoài công việc làm công ty ra thì em cũng có đam mê về ngành chăn nuôi. Vâng, em có chăn nuôi về heo. Heo hả? Dạ, vâng. Và bây giờ, hiện tại bây giờ thì em... có khoảng gần 100 con. Cái gì dữ vậy? Heo. Wow dữ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Chào hai MC và chào bạn nam. Em là Ngọc Ánh. Hiện tại em của tuổi 30. Em sinh ra ở tỉnh Quảng Ninh, trong một cái tỉnh nhỏ gọi là thị xã Cẩm Phả. Thì thị xã của em nổi danh là về những phụ nữ đẹp, giống như là mẹ em. Hiện tại thì em có công việc là kế toán tổng hợp, bên cạnh đó thì em là huấn luyện viên yoga. À. Và đó là lý do vì sao em mặc bộ đồ này, nát nữa em cũng rất hy vọng có thể được biểu diễn yoga cho bạn nam. À, là muốn biểu diễn cho bạn nam xem luôn đúng không? Đã, hay đúng quá. Rồi, mời chàng trai, em hãy nói một chút xíu về cái khuyết điểm và ưu điểm của em. Trước tiên thì em nói về ưu điểm của em. Em là một người rất chi là thẳng thắn, năng động, muốn hòa đồng với mọi người, thì dễ gần gũi. Nói chung là cũng biết chơi về thể dục thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, tập bơi. Ngoài những môn thể thao ra thì em cũng biết chơi những môn cờ tướng. Khuyết điểm em là gì? Khuyết điểm của em thì em ăn nhiều này, ngủ nhiều này. Nên là bây giờ người em hơi thừa ký. Sợ ma, sợ rắn, sợ đĩa. Thôi, mà sợ ma nữa hả? Vâng. Ưu điểm với khuyết điểm của bạn gái là gì? Ưu điểm của em thì giọng nói của em là khá tốt. Ngoại hình thì thể thao. Thì một số người thì họ nhận xét em là em có nụ cười tương đối là đẹp. Dạ. Nụ cười đẹp. Em trai đã trải qua mấy mối tình rồi? Em cũng đã trải qua 3 mối tình. 2 mối tình thì từ hồi em học sinh sinh viên. Thôi bỏ qua đi.
Vâng, và mối tình gần nhất ở đây thì mấy năm? Cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Thì em cũng đi quê làm, quen được một bạn gái cùng quê. Hai người cùng quen nhau khoảng gần 1 năm. Bạn gái về đi làm xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Sau này khoảng 4 năm sau thì bạn gái quay về, thì mình đã nhận tin là bạn gái đã lập gia đình. Thôi chúc mừng cho người ta đi em ha. Vâng. Bây giờ mình đang lo chuyện mình đây. Bạn gái bên kia? Từ trước đến nay là em quan niệm là không có bạn trai. Rồi em muốn đi làm, em muốn kiếm tiền để cho ba mẹ em yên tâm về em. Rồi bây giờ tại sao em lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em đã thay đổi cái suy nghĩ đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mấy một phần nữa là em cũng muốn học một cách yêu một người khác nữa, để cho cái cuộc sống của mình nó phong phú thêm. Dạ. Em đã có vẽ ra cho mình một cái người mẫu lý tưởng như thế nào chưa? Người mẫu lý tưởng của em trước hết là về ngoại hình là phải men, nhìn phải trẻ trung. Cái thứ hai là về tính cách thì là phải chu đáo, đầu đội trời, chân đạp đất. Có nghĩa là giống như là anh ấy phải là người dám làm và dám chịu. Cái thứ ba nữa là về tài chính thì anh ấy phải độc lập về tài chính. Nãy giờ em nghe em trai bên đây nói chuyện thì em thấy cảm giác đáp ứng được bao nhiêu cái điều kiện của em đưa ra, bao nhiêu phần trăm? Anh ấy nói là anh mập, em không mường tượng được là anh mập như thế nào. Làm em giờ cũng hơi hoang mang. Nên coi như là về tiêu chí ngoại hình là có điểm cỡ anh là vừa đó em. Em tưởng tượng đi. Ừ. Vậy thì coi như là điểm cộng cho cái ngoại hình của anh. Trời, tôi điểm cộng hả trời. Đỡ định quá nói, hả? Định nói điểm trừ. Nghe chỉ của anh Linh dạ, chứ rồi. Chuyển qua điểm cộng. Em đang tính nói điểm trừ mà thấy anh Linh nói là giống anh Linh thì điểm cộng. Điểm trời, cộng. Cảm ơn em nha. Dạ. Anh quay qua cảm ơn em bởi dạ. vì em đã cộng điểm cho anh. Dạ, em chào anh. Cũng hơi mập đó. Dạ. Ha, anh bên đây á, thực chất là anh chất phác lắm. Mặt rất đôn hậu. Trong thời buổi này mà có một chàng trai tự nuôi 100 con heo là biết anh chăm chỉ đến mức nào rồi, mặc dù cũng có công việc rất là ổn định á. Em không thích cái điều gì ở người đàn ông? Em là vô cùng là ghét hút thuốc. Hút thuốc? Dạ, cực kỳ có ghét hút thuốc em. Luôn. Vâng, thuốc thì em không hút. Mừng quá. Rồi bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là mẫu người bạn gái của mình là như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi. Em muốn tìm một gái nói chung là ngoại hình thì nói chung là cũng ưa nhìn. Nói chung ăn mặc thì gọn gàng, về tính cách thì phải biết hòa đồng với mọi người, quan tâm mọi người, về công việc thì không quan trọng. Em cũng có công việc mà hơi bận nên là chưa có thời gian để tập yoga. Nó chính được, không, bạn gái mình kia dạy chuẩn, đâu có mập lắm đâu. Bình thường, vậy là điểm cộng đúng rồi đó. Bao lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà hai người hợp nhau thì em sẽ tính đầu năm hoặc là sang cuối năm. Nói chung là hợp nhau thì mình tính càng sớm càng tốt. Tính sớm đi em, giá heo đang lên đó em. Dạ, ok. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích người bạn gái, chẳng hạn như người bạn gái ích kỷ nè, không tin tưởng vào ví dụ như tình yêu như bạn trai của mình nè. Nhưng mà em, bản thân em thì có chung thủy không? Vâng, bản thân em thì nói chung em nghĩ em cũng là một người rất chi là chung thủy. Tốt, như vậy là được okay. Rồi ha. Quan trọng là mình tìm được người đàn ông chung thủy. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay em gái đi với ai? Hôm nay thì cũng rất là vô cùng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến để cổ vũ tinh thần cho em. Thì ngắn chung cũng khoảng 2 dãy ghế đầu của... Hai dãy ghế đầu? Dạ, khoảng 12 nhân. Nhà gái rất là hùng hậu ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vậy em muốn nghe ý kiến của ai nè? Em tin tưởng vào cái sự đánh giá và nhận xét về cách nhìn nhận con người của ba em. Nên ba em. Cho em xin nghe ý kiến của ba em trước. Dạ, rồi. Dạ, chào chú ạ. Tôi thì là ba của cháu Ánh. Bác thấy là có nhiều cái điểm rất là tương đồng với này. Em Ánh, theo bác thì hai con sẽ cho nhau cơ hội để có cái thời gian tìm hiểu thêm. Nếu như mà tìm hiểu thêm mà các cháu tâm đầu ý hợp ấy, mà thuận buồm xuôi gió thì đi đến hôn nhân, gia đình, thì bác cũng rất là mừng và bác ủng hộ. Dạ, cảm ơn chú. Vâng, cảm ơn bác ạ. Bạn trai hôm nay mình đi với ai? Vâng, hôm nay bên em cũng đi rất chi là đông người, và đi với ba dì và các bạn đồng nghiệp. Dạ, em mời dì ạ. Xin chào hai MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả. Cháu Dũng nhà tôi thì ăn nhiều, ngủ nhiều mà làm cũng nhiều. Tôi thấy cháu gái bên đây thì tôi thấy cháu cũng hiền, ăn mặc cũng lịch sự. Mà tôi cũng thấy đồng ý. Tôi chỉ mong hai cháu bấm nút hẹn hò và nắm chặt tay để đi đến bến bờ hạnh phúc. Càng nhanh càng tốt, cháu Dũng nhiều tuổi rồi. Dạ, vâng. Dạ nhiều tuổi rồi. Càng nhanh càng tốt cái gì ha. Rồi, bây giờ thì hai bạn có thời gian để mở rào ra. Cùng nói chuyện với nhau nha, trao đổi với nhau. Mở rào. Rồi. Đó. Vâng.
Đầu tiên anh có muốn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Và anh có muốn quà đặc biệt hơn nữa, là hôm nay anh có mang đến chương trình một món quà đặc biệt. Em để hoa xuống đây. Tặng cái gì? Đây chị Hoa, cái hoa chị cầm giùm cho. Rồi. Cái gì vậy? Vâng, hôm nay là một món quà rất đặc biệt, chỉ là nói chung là em sẽ tặng bạn gái một chú heo khuôn rất dễ thương. Hả? Rồi. Heo là heo con hay cười. Vâng. Vâng, chú heo khuôn này là tự tay anh nuôi ra được, và anh muốn sao nãy giờ hai anh em mình cùng nuôi chú heo khuôn này từ một chú heo khuôn và trở thành một chú heo lớn, và mình nhận ra nhiều chú heo nữa. Em ơi, em bỏ nãy giờ vậy. Cảm ơn anh. Rồi, dễ thương quá. Cảm ơn. Rồi, rồi, cảm ơn tấm lòng của anh. Nó nằm kia nó ấm đi em, để anh giữ cho. Cưng quá. Để đây cho không để ngoài nó mới lạnh. Em có một món quà gửi cho anh. Trời, tôi nghiệp cảm ơn. Sen đá. Ra là em cũng hy vọng mình giống như cái bông hoa này, có nghĩa là mạnh mẽ như sỏi và tâm hồn thì như là sen, và trong sỏi đá sen vẫn vươn mình lên. Em hy vọng em hướng tới con người như vậy, nhìn nó anh có thể nghĩ tới em. Rồi, anh cũng nghĩ thế như vậy. Anh cảm ơn em. Thì em muốn thể hiện cái đam mê và cái sở thích của mình là yoga để em thể hiện cho anh thấy. Rồi, ok. Namaste. Cảm ơn em. Dạ. Em có nhận xét gì về anh khi mà anh em gặp nhau? Rất là ngưỡng mộ anh. Một mình mà thực ra em cũng có nuôi chó và nuôi mèo. Em không nghĩ đến là cái việc mà nuôi heo nó vất vả như thế nào. Em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Thực ra ngoại hình của anh, lúc đầu nghe anh Quỳnh nói mập thì em cũng mường tượng là nó mập lắm. Nhưng mà cũng thực sự là không đến nỗi. Ví dụ như công việc của em bận như vậy thì em thường rảnh vào rỗi vào những ngày nào và giờ nào? À, nếu mà giờ thì chắc là chỉ có cuối tuần thôi, chủ nhật hoặc là chiều thứ bảy. Chúng ta em hẹn hò thế nào? Mong muốn tìm một người có thể ủng hộ cho những cái sở thích của em. Và thường là em hay thất bại một cái điều gì đó thì em hay khóc. Và lúc đó là hy vọng cái lửa còn lại của mình họ sẽ ủng hộ mình. Và anh cũng hy vọng anh là bờ vai cho em, tựa vào những lúc em mệt mỏi bần. Anh suy nghĩ trong anh hồi chưa gặp em là nói chung là không được 90%. Cảm thấy em là ok rồi với lại mục tiêu của anh rồi. Mà anh cũng muốn là anh em mình cho nhau một cơ hội, được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Em trả lời anh luôn ha. Vì yêu anh em đã đến đây, cho tặng anh những yêu thương lòng say. Từng lời nói hôm nay cũng chẳng thể nào mang hết những tâm tư của em. Dù rằng đôi chân em vừa gió mây, chính đôi tay anh vẫn giữ tròn vẹn hơi ấm. Sẽ mãi chỉ chào cho riêng anh mà thôi. Yeah. Trời, quá dễ thương. Bây giờ để tay vào nút bấm. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Chúng ta bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Yêu thì bấm, rung động thì bấm, không rung động không bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời hai bạn. Ô. Bây giờ thì đã bấm rồi, hai bạn hãy nắm tay nhau đi nè. Một cô gái chưa có một mối tình chính thức nào, em có thể xin phép gia đình của bạn ấy để hôn bạn gái mình một cái. Vâng, cháu xin phép bác và hôn em ạ. Cháu rất luôn hồi hộp ạ. Bác cho phép, đó cho phép rồi đó. Nào. Thấy sao? Đã thấy luôn ạ. Thấy luôn đúng không? Rồi, hồi hộp rồi. Nào, chúc các bạn hạnh phúc. Và chúng tôi gửi cho các bạn những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Vâng ạ.
xin gửi tặng hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton và một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Cố gắng nha. Rồi cảm ơn các bạn đây. Nào hãy đưa chú heo vào chuồng luôn nha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào bạn trai bên kia, chào tất cả các vị quý vị khán giả. Em tên là Phan Quỳnh Tị Nhàn, năm nay em 25 tuổi, đến từ Tây Ninh ạ. Công việc hiện tại đang là nhân viên xử lý dữ liệu ạ. Quên tên gì em? Phan Quỳnh Tị Nhàn anh. Hả? Tỷ á. Tiền tỷ. Tỷ à? Đúng rồi ạ. Tên rất lạ ha. Em thì đang ở huyện Bình Chánh ạ. Mời bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Bạn gái bên kia và toàn thể khán giả trường quay. Em tên là Trần Minh Hiếu, năm nay em 25 tuổi. Hiện quê em ở Bình Dương nhưng mà em làm việc là nhân viên kế toán một công ty có trụ sở tại Bình Thạnh. Rồi hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Mời em gái. Điểm mạnh của em hả là có khả năng nấu cơm 3 tầng. Hai. Rồi hai vậy em. Không khét chính đó. Phần cuối cùng là khét đó. Cuối là khét anh. Tầng khét. Giữa là chính và tầng trên cùng là sống. Nay đâu có nấu bếp củi nữa đâu em. Nay là nồi cơm điện mà sao được 3 tầng em. Đó là khả năng đặc biệt của em đó anh. Lợi hại quá. Em nấu nồi cơm điện mà vẫn 3 tầng luôn hả? Dạ đúng rồi. Hay quá. Dạ khuyết điểm của em thứ nhất là lười. Nếu mà khả năng mà em có thể ngồi được là em không hề đứng luôn. Một cái nữa là ham ăn. Quán nào mà có ngon á là sẽ thay em. Là sẽ có mặt em. Dạ đúng rồi. Hoang mang quá nhỉ. Hoang mang quá. Rồi công việc nhà ai làm? Nhà của má làm. À bạn trai. Em tịch luôn rồi hả em? Dạ. Bạn gái bên kia có biết làm gì ở nhà? Bạn có thể làm dọn dẹp bất cười kỳ cái gì không? Dạ mấy cái đó thì cũng biết anh. Nhưng mà có điều là không phải sợ tốn tiền mua trang mới. Tức là dọn dẹp là bể luôn á hả? Dạ. Trời ơi sao em đức tính toàn là giỏi không vậy ta? Nghe có hoang mang chút xíu nào bạn trai? Dạ em hơi hoang mang anh. Không anh nghĩ nó chơi vui thôi. Chứ cô gái bên kia rất là vui nha, hài hước nữa. Anh nghĩ cái đó là cái thành tích khoe chơi thôi. Dạ. Không có là... cái mặt cổ bên đây là y chang là nói thiệt luôn, không có cái nào chơi hết trơn á anh à. Rồi muốn cứu mà cứu không nổi. Thiệt luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm gì em? Thì ưu điểm thì em có thể nói chuyện với bất cứ ai. Nói chung là vô lo vô nghĩ cho nên lâu lâu em cũng hơi vô tâm chút xíu. Trời đất ơi. Hay. Có hai bên nó kỳ lạ vậy. Có ưu điểm gì khá khá chút không? Không hút thuốc. Được. Không uống rượu. Được. Không cờ bạc. Được. Biết nấu ăn. Được. Ủa, cái này được ha. Em thích. Nhưng mà có một cái nhược điểm cũng ngang ngang với bạn đó. Lười. Rồi. Biết nấu ăn mà lười giờ có nấu không? Nấu thì nấu nhưng mà yêu cầu bạn đó phải chuẩn bị cho em tất cả các thứ. Em chỉ việc nấu thôi. Ở đây ta cũng lười, ta chỉ ngồi không là biến đứng đó. Nhưng mà nói là vậy chứ về nhà em cũng phải kèm bạn lá lại chứ. Đúng rồi. Đâu có để cho bạn đó lười được. Đúng rồi. Mình em lười được rồi. Hả? Thôi cặp này khó quá, bỏ qua đi, vô chuyện khác đi. Tình duyên. Em cũng được trải qua được hai mối tình rồi chị. Vậy mà cũng có người yêu luôn á hả? Hay quá. Trước tình đầu là mối tình học sinh. Mối tình mới đây sao chia tay? Tình đó là tình đơn phương chị. Vậy là cái đó có đâu tính là mối tình đâu. Nhưng mà cũng là trái tim rung động được một lần. Mà chắc ảnh biết, ảnh cũng sợ à. Bên kia có mấy mối tình? Bên đây em thì có 3 mối tình. Gần đây nhất thì em quen được 3 năm. Gia đình bạn đó có đạo, có miệng giọng là con rể là phải đạo gốc. Em bản thân em thì không có đạo gốc cho nên. Bạn gái bên kia có đạo không? Dạ. Dạ em đã có đài ạ. Rồi có bắt bạn nhà trai theo đạo theo đồ gì không? Hay là bình thường? Dạ bình thường ạ. Mẫu người lý tưởng của em sao? Dạ đẹp là được rồi chị. Sao là đẹp? Dạ có anh Nguyên Linh đi. Dạ hả? Dạ. Còn Nguyên Linh thì bạn trẻ nha chị. Mà đó giờ tôi mới lần đầu tiên tôi nghe người nó đẹp giống Quyền Linh à. Rồi, cảm kia, ơn em nha. Bên kia có giống anh Quyền Linh không? Đẹp trai hết. Chị bên đó mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Tóc nhà gài tở ngang vai trở xuống. Được. Cao trên 1m55. Mũi cao. Đặc biệt là phải da trắng. Mấy cái mà em kể á là không đạt không sao, nhưng đặc biệt da phải trắng.
da trắng đi làm gì? Để ngắm hả? Dạ không có, tại da em đen quá rồi. Em mà em thì em thích trắng. Em có tiền không? Em kiếm vợ trắng á, để có gì đời con em nó vớt lại. Trời ơi, ít nhiều gì nó cũng ra được cái màu cà phê sữa á. Kiểm tra có trắng không ha? Dạ. Trời ơi, sao vậy anh? Trắng tươi. Trắng tươi. Chào em gái. Chào em, chào anh. À, chung nãy giờ hai bạn nói chuyện, ai cũng nói chuyện có duyên hết trơn á. Anh thấy về tính cách hai bạn cũng hợp nhau ha. Có những điều gì mà em không thích ở người đàn ông? Dạ, đánh phụ nữ là em không thích thôi ạ. Bên đây không có đánh đâu, trừ khi em đánh lại thôi. Đâu có đánh đâu, hiền đúng không? Đúng rồi, em hiền như cục đất. Rồi, được rồi, dễ thương lắm. Bây giờ thích người mập hay ốm, cao hay thấp? Cao khoảng 1m6 trở lên. Mập cũng được, dễ ốm. Còn ốm thì đẹp, tướng đẹp. Quá dễ, cô này sao không được. Chuẩn à, bên đây sói ca nha. Không có được đâu mà. Nói thiệt là nãy giờ em nghe cô này nói rồi em thấy sao? Mới đầu thì em hơi hoang mang. Nhưng giờ? Mà giờ em thấy đỡ hơn. Sao vậy? Tại vì em thấy bạn đó quán nào mà cũng biết em lại thích người dẫn em đi ăn. Em là tính mê ăn giặt lắm. Đất ơi, rồi tiền đâu, kinh tế đâu, rồi mấy mốt còn phải nuôi con đồ nữa chứ. Đó chị ơi, mẹ cái đó đâu có nhiêu tiền chứ. Rồi mình có phải làm dâu không em? Không chứ, em là dự định là ở lập nghiệp thành phố. À, chứ làm dâu là cũng khó lòng lắm á. Trời ơi, nhà ba mẹ em dễ lắm. Nói chung dễ chứ lắm. Cũng không thể nào chịu nổi cô này đâu. Ừ, phải à. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Giận hờn vu vơ chị. Giận mà mình không biết cái lý do giận. Có cái gì phải nói ra, cho biết. Đúng rồi, có gì nói thẳng ra. Còn giận là em để đó cho giận luôn. Đừng có giận dai nghe chưa. Cặp này xứng đôi. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Dạ, em đi với hai chị và một em gái hả? Rồi, cho chị gặp chị của em đâu. Chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em là chị họ của Nhàn. Nói chung á, nãy giờ Nhàn chia sẻ thì thấy Nhàn thì không tính vậy đâu. Nhàn cũng vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát lắm. Nhưng mà không có lười đâu, nó cũng xiên lắm á. Chia sẻ nghe ghê quá ha. Dạ, nó chia sẻ bạn trai bên này thì chị thấy là hợp với em đó, với Nhàn. Hai đứa nên cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn ha. Trai đi với ai? Dạ, em đi chung với em gái ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào mọi người. Chị ở bên đây xinh lắm. Chà, hợp với anh Hiếu á. Nhưng mà chắc là còn trẻ sau đó. Cho nên là thời gian mình tìm hiểu, thay đổi phù hợp nhau. Nói chung là cho nhau cơ hội để tiến xa hơn. Khen em đẹp á, nhưng mà điều còn phải thay đổi là chưa trưởng thành đó cưng. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Cảm ơn mày nhỏ mới tặng cho em. Rồi em cảm ơn. Đầu tiên coi có trắng không. Em gặp anh rồi thì em thấy anh sao? Đẹp trai. Cảm ơn em. Coi có trắng không em? Dạ trắng. Ông nhìn sao mà dê mà ông nói trắng hay thiệt. Tối em hay gọi là đi ăn đồ các kiểu không? Dạ có ạ. Thì rảnh rỗi bạn bè thì cũng rủ nhau đi ăn. Ví dụ như mày muốn, ví dụ như mà em có bấm nút cho anh á, thì anh yêu cầu có một mình anh thôi, không cần bạn bè được không? Ok. Vấn đề đó thì thoải mái, em sẽ dẫn anh đi ăn những món ngon luôn. Nhưng mà vấn đề tiền anh trả. Trời ơi, cái đó chuyện nhỏ, anh dẫn đi mà lo cái gì. Ủa, tới đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện ăn. Tại vì em nghe nói là ăn không đúng không? Con đường dẫn đến trái tim vườn phụ nữ là con đường đi ngang qua cái bầu tử anh. Vậy đó hả? Dạ. Lấy nào về tiền bạc kinh tế trong nhà, ai quản lý? Đương nhiên là bạn nữ rồi. Ăn quá à, hết vốn à. Cái đó có người kèm hết chị ơi. Dừng cái tóm mà chị. Ý quan điểm về con cái, người nào thích con trai, người nào thích con gái, nói luôn đi các bạn. Em nói luôn đi. Em nói trước đi. Em thì thích con gái hơn. Ồ, anh cũng vậy. Anh cũng thích gái hơn. Trời ơi, búng tay. Anh tặng cho em một bài hát ha. Bài Cô Bé Ơi của Huy Đức. Rồi. Cô bé ơi, anh nhớ em như ma lung nhớ đồng tiền đúng chưa, như nước đa nhớ cà chua, như môi em nhớ da ua ngọt ngào, cái nhớ nhảy qua mà hàng rào, chẳng thèm đăng ký em cứ nhào mà nhào vô anh. Xô ra anh thấy chẳng đành nên anh ôm lấy rồi anh giữ hoài, nhớ nhào chẳng biết để đâu, lỡ để trên đầu thì tóc nó che đi. Đê trồng tôi ao thì thấy cũng kỳ, lỡ đi mà rớt á thì lấy gì mà chứng minh.
chi bằng da bù làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi. Chi bằng da bồ làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi. Dễ thương, rất là dễ thương. Trời luôn ơi, rất là dễ thương luôn. Phải là bấm bằng trái tim nha các bạn. Bấm nút là để hẹn hò và tiến tới hôn nhân nha các bạn. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ. Một, hai, ba. Trời ơi, trời ơi, bấm gãy ghế người ta luôn vậy. Bấm mà bấm ở đâu vậy? Anh diễn tả cái quyết liệt của cô gái cho anh coi. Quyết liệt sao dữ vậy? Cô suy nghĩ thật kỹ, căng mặt khi đếm hai rồi ba cô. Ủa mà nó không cháy lên đèn. Xí cho em hỏi cái ủa nãy giờ cô cầm nè không biết. Dạ là quà tặng hả? Sao nãy giờ không tặng? Bây giờ mới tặng mới có ý nghĩa rồi. À rồi tặng đi. Cuộc sống thì vốn dĩ không hoàn hảo nên bút chì mới có cục gom. Em hy vọng anh sẽ là chì và em gom, hoặc có thể là ngược lại, anh sẽ mời đáp khuyết điểm của em. Cảm ơn em ha. Rồi nhìn kỹ ảnh đi, rồi nắm tay nhau đi nè. Rồi hôn nhau đi hai bạn. Để im nè. Cặp này dễ thương nè. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng. Cảm ơn anh. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp Double X trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn đây là máy nước nóng với thương hiệu Centon. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Rồi, cũng được. Phần quà đặc biệt là một chiếc Max TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Cố gắng nha, tiến tới hôn nhân nha. Mời bạn nam. Oh. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi các bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường cùng toàn thể các vị khán giả. Em tên là Phạm Đức Hoàng. Năm nay em 25 tuổi, quê quán ở Quảng Ngãi, hiện công tác và sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì Hoàng? Dạ ở ngành quản lý đô thị. Rồi, xin mời bạn gái. Rồi. Dạ lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Rồi, em tên là gì? Dạ em tên là Lưu Tiến Ngân, năm nay 24 tuổi. Em làm ở công ty mẹ và bé, đang có kinh doanh thêm một quán kem bơ. Ồ, quê em ở đâu? Dạ em ở Sài Thành. Rồi chúc em mua may bán đắt nha. Yên tâm đi, đúng em làm kem bơ đúng không? Dạ. Có khách hàng thường xuyên ngồi bên đây rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em thích hát, em thường hay giúp đỡ mọi người. Vậy là tốt rồi, có điểm yếu gì không? Có nhược điểm gì không? Dạ có nhiều yếu. Như là hay quên. Hay quên. Thường thì công ty em á thì có một cái chỗ gửi xe đi. Rồi mà bữa đó thì em gửi xe để trước công ty luôn. Cái cũng như thói quen bình thường, mình chạy ra, mình nhìn trời, lúc đó trời đang mưa nữa. Mà em đứng nhìn trời xong nó trời ơi trời mưa gió vậy. Rồi mình hả rồi để xe bên chỗ giữ xe nữa. Cực khổ quá, xong rồi cũng ban qua bên chỗ giữ xe. Xong đứng kiếm, sao xe mình chỗ này đâu rồi. Kiếm một hồi xong, mệt quá. Bắt đầu hả, hỏi cái anh giữ xe. Bắt đầu nguyên mấy người đi kiếm mà không có. Bắt đầu ngồi khóc xong, nhớ ra. Mình xe để xe ở công ty. Em cũng hay lắm. Chừng ngày mà em làm những dài chặt vậy thôi là coi như khỏi làm ăn vậy luôn đó em. Nếu như mà em bán kem bơ mà quên tính tiền mới nói. Quên tính nguyên ngày rồi biết em rồi từ đó quên nhớ luôn cho coi. Mà bạn nam, ưu khuyết điểm em là gì? Về cái cách làm việc của em thì làm đến đâu là mình dứt điểm cho đến đó. Sạch đến đó. Quản lý đô thị mà.
đi đến đâu là do không đến đó. Miễn sao sạch đường phố được rồi, đúng không? Dạ không, cái này là cái công việc của mình. Đúng mình rồi, làm đến nơi mình chốn dọn mà. Dẹp để trật tự đường phố cho tốt, dạ. Nó đẹp thôi ha. Dạ. Rồi khuyết điểm là gì? Dạ còn khuyết điểm của em thì do cái cơ địa của em thì xương nó to cho nên nhìn nó hơi mập. Không, cũng không mập gì lắm đâu. Nói chung là ăn kem bơ vẫn còn được. Hả? Dạ, mà giờ dạ. Cuối cùng là do xương to hay là do mập? Dạ cái này là cũng xương to, chỉ một phần xương to. Dạ. Rồi sở thích của em là gì? Dạ sở thích của em là thích đi xem phim. Xem phim. Có hay xem phim một mình anh? Có hay quên không? Dạ em cũng không có hay quên. Không hay quên, yên tâm lo cho bạn bên kia được. Dạ. Đúng rồi, tại vì em hỏi bạn em là giờ làm sao để chữa cái bệnh hay quên đi. Bạn em nói là giờ có bồ. Có bồ đi, bồ nó nhớ giùm mày. Đúng rồi, bồ nó nhắc nhở đúng không? Rồi thì tình trường thì sao? Mấy mối tình rồi em? Em không nhớ nữa chị. Cái gì? Mấy mối tình mà không nhớ nè, nhiều lắm hả? Dạ không phải là tại vì em hay quên á. Nhưng mà mối tình mà cũng quên luôn hả em? Đừng, tình duyên nó chắc chở lắm. Thôi giờ hỏi gì cho nó gọn đi. Để anh qua anh coi cô nào mà quên dữ vậy. Bồ mà quên luôn mà. Giờ anh hỏi em có nhớ nụ hôn nào chưa? Dạ có. Có vậy là có mối tình. Dạ. Thôi vậy được rồi, không cần nhớ mối tình cũng được. Dễ thương mà ha. Em có mối tình nào chưa? Dạ có rồi. Có thấy chưa, bên đây nhớ. Mai mốt về nhớ giùm bên kia nha. Dạ. Mấy mối tình? Dạ hai. Yêu mấy năm? Dạ cũng là một mối quan hệ tìm hiểu khoảng vài tháng rồi thôi. Có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Cái gì? Có mối tình mà chưa hôn? Chưa có hôn. Bên này không nhớ mối tình thiệt mà có hôn. Dạ thiệt anh. Có nắm tay chưa? Dạ nắm tay rồi, có rồi. Dạ. Có cảm giác gì không? Cũng phi phi quá anh. Nắm tay con trai thấy sao? Dạ thấy ghê luôn. Gì? Thấy ghê, nắm tay trai thấy ghê, được rồi. Tôi kiểm tra chút xíu được rồi. Nói tóm lại là hai bên đây rất là nghịch lý với nhau ha. Bên dạ. Kia không nhớ mối tình nào mà có hôn. Bên đây là nhớ hai mối tình chưa có hôn. Giống như là người ta hôn lén hôn má mình vậy đó. Là coi như là mới bị hôn lén thôi. Em muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn kiếm một người bạn trai trưởng thành, chín chắn, tinh tế, biết quan tâm chăm sóc em là được. Trưởng ngoài thành hình. Là sao em? Tức là vậy thì thành công á hả? Giống như tính em cười hơi con nít á. Cho nên anh nói lúc mà cũng hơi nghiêm nghiêm nhưng mà cũng phải vui nữa. Coi như là biết dừng lại đúng lúc, đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi những nhưng người mà... mà làm công tác quản lý đô thị thì phải nói là rất là nghiêm khắc ha. Công việc là công việc mà cuộc sống là cuộc sống, yên tâm. Anh này trưởng thành rồi đó. Có hình mẫu lý tưởng không? Mẫu lý tưởng của em như là Âu Dương Chứng Qua. À, là em thích còn hói phải không? Để chị qua chị coi. Đúng không cưng? Không, nhìn người nhìn phúc hậu vậy đó chị. À vậy là được rồi, em là đoạt chuẩn rồi đó. Dạ. Hợp lý rồi đó. Rồi chiều cao, cân nặng, mắt, mũi, miệng gì không? Dạ chiều cao khoảng 1m65. Rồi được. Mắt thì đôi mắt phải là to tròn, lông mi dài cong vút. Lông mi dài cong vút luôn hả? Để mượn mắt một câu gắn qua. Rồi có cái điều gì em ghét nhất ở người đàn ông không? Chạy xe á chị, chạy xe đừng có chậm quá. Ủa sao vậy, chạy chậm cho nó an toàn em? Chạy chậm quá em rất là nóng, ngồi biết sao nó nóng á. Là em muốn đua xe hay sao? Chạy hơi nhanh một chút nhưng mà phải chắc tay lái. Dạ đừng có cày giật. Rồi phải tay lái lụa đó mới được. Tâm bạn này ngồi xe không có giật đâu em. Nhưng mà bạn này chở em là đúng là em thì nóng thiệt. Tại vì gió nó không có bay ra đằng sau được đâu, yên tâm đi. Hết chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi phải không? Em. Dạ. Em thích người bạn gái hay sao em? Cái mẫu người lý tưởng của em là nữ thì cao chỉ 1m55. Rồi, chuẩn. Ngoại hình thì cân đối. Ừ, chuẩn luôn. Mặt mặt chút xíu em cũng thích nữa. Rồi, dạ. Có da có thịt. Dạ, có tóc dài. Tóc dài, có dài luôn. Trời ơi, đủ hết bên này coi như bao luôn đó, còn gì nữa không? Dạ, đôi mắt đẹp luôn. Đẹp luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Khi mà mình làm sai một cái gì đó, nếu như mà nhắc nhở rồi thì thôi, cứ mỗi lần giận là đem lo cái chuyện cũ ra nói. Môi chuyện cũ, bơi móc chuyện cũ ra nói. Không có môi móc đâu vậy, nói xong quên mất tiêu luôn, không môi được đâu. Ủa mà chị hỏi nhẹ một câu là em vậy là to xương chứ không phải mập hả? Không, nó cũng một phần chị, một phần to xương mà cũng một phần mập. Dạ. Chị thì để có thêm cái khái niệm mới về to xương chứ không phải mập. Được, hợp lý rồi đó. Hợp lý, anh thấy cô gái bên kia mặc dù có chút hay quên nhưng mà dễ thương lắm. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ, dì và các người bạn của em. Có mẹ nữa hả? Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Xin chào MC Quyền Linh với bà mối Cát Tường. Dạ. Theo hồi nãy vừa thì thấy cô gái bên đây cũng dễ thương, nói chuyện cũng hiền, mẹ cũng thích. Cô có dặn dò gì với con dâu tương lai của mình không? Run quá.
Cô, bình thường con trai cô có tật xấu gì mà nãy giờ chưa có khai ra không cô? Có. Có ha cô, gì vậy cô? Con trai có hút thuốc á. À. Trời, đúng rồi, em không nghe được mùi thuốc chị ơi. Con trai có hút thuốc mà con trai nói hả, kêu bỏ đi, kêu phải con thấy con có bồ là con bỏ. Đó dạ. Nhiệm vụ em làm sao cho bạn trai bỏ hút thuốc nghe không? Dạ đúng rồi, con sẽ hứa với cô. Tại vì nếu mà con nghe mùi thuốc là con chết mất. Con chết. Vậy hả? Nghe mùi thuốc, vậy mà hồi nãy tôi hỏi có cái gì không thích ở bạn trai không thì không nói. Em quên. Ờ quên. Em thích gì em quên. Cảm ơn cô nhiều. Rồi vậy em gái bên đây đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ. Mẹ con chào cô. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Dạ. Con tôi thì gái cưng, tôi cưng lắm. Tôi có hai đứa thôi. Hiện giờ cho hai đứa nó lên tìm hiểu tùy theo hai đứa. Rồi, cảm ơn cô ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ mở cửa trái tim cho hai bên gặp mặt với nhau. Mở cửa rào. Đó. Anh có món quà tặng em. Dạ, con cừu hả? Quà tặng anh. Cảm ơn em. Đến với chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Anh hát. Theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm lại miền quê nơi có mộ chiến đê. Có hàn tre dù khi chiều về, ơi quê ta bên Đà bên Đung, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngon, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo liều tranh mãi xiêu, kỳ dáng ai như dáng mẹ dáng chị tôi. Hay quá, rất là ngọt ngào, rất vàng ha. Rồi mời em gái. Dạ, anh hát xong rồi em hát bài nhận anh lại. Đừng nói xong rồi quên bài hát đi. Ngô kỳ thời, con kiến nó leo cây. Nam mô nhi bố phụ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô nhi bố cà, ruộng xa anh gieo chín. Giang bìm bịp nó kêu nước lên ra duyên anh cưới em. Hay quá rồi, sắp phải họp rồi nha. Được, được. Về quan niệm tình yêu của em là như thế nào? Em mong tình yêu thì phải biết chia sẻ, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Cho dù không có thể gặp thường xuyên thì cũng phải, nói chung là cũng phải có những cái tin nhắn gì đó hỏi han nhau mỗi ngày. Về cái quan niệm tình yêu của anh cũng vậy, cũng là chung thủy, tha thứ, quan tâm chăm sóc và chia sẻ. Anh sẽ hứa là mỗi ngày anh sẽ nhắn tin cho em. Nếu như thật sự mà nhớ em thì anh sẽ chạy qua. Một ngày mà anh không qua là coi như quên luôn. Vô cái vụ hút thuốc đem mãi hứa với má đúng rồi, anh không được hút thuốc nữa nha. Sau cái buổi gặp mặt này thì thế giờ anh sẽ hạn chế và có thể là bỏ dần luôn, bỏ hết luôn. Dạ. Yeah. Anh thì anh cảm thấy em rất là dễ thương, về tính tình thì cũng rất là tốt. Em hơi khùng chút, anh có chịu không? Anh thì tính hơi trẻ con á. Anh thì anh rất thích trẻ con, nhiều lúc anh cũng nhây cũng lầy lắm. Đứa khùng đứa lầy về nhà chắc vui lắm á. Mà em cảm nhận anh là rất là giống Âu Dương Trấn Quang. Trời đất. Anh không có hói đâu. Vậy là trúng cái mẫu người lý tưởng người ta rồi đó. Ta nói câu đó ý là người ta khen mình đó. Bây giờ thì cái cảm nhận của em hiện tại thì rất là vui, vì có thể là gặp một bạn gái xinh xắn như vậy. Rất cảm ơn chương trình và gia đình đã tạo điều kiện cho em và bạn gái gặp mặt nhau. Ở quê anh có trái cây, có rừng trái cây không? Tại vì em rất là thích. Ở quê anh thì nói chung là về vườn trái cây thì cũng có, nhưng mà chủ yếu nổi tiếng nhất là tỏi Lý Sơn thôi chứ không có gì hết. Có tỏi à... Ta đòi ăn trái cây mà ông chuyển qua tỏi luôn. Dạ thì... Cái về cái kế hoạch mà hẹn hò thì có thể là một tuần hai hoặc ba lần. Ví dụ như rảnh thì mình sẽ, nếu như mà em có thời gian rảnh và anh cũng vậy thì chúng mình sẽ gặp nhau. Dạ. Rồi đến lúc đó thì sẽ bàn ra những cái về những cái địa điểm mà mình sẽ đi. Anh thì anh cũng rất biết nhiều cái địa điểm ăn vặt trên thành phố này.
và có thể nói là anh là good girl của thành phố này, thì cái đường này anh cũng biết chỗ ăn nó rành lắm đó. Dạ đúng rồi, em nhìn là em biết rồi. Chạy xe nhanh chậm? Dạ đúng rồi, anh chạy xe nhanh hay chậm anh? Khi mà anh chạy bình thường thì cũng chạy đúng tốc độ quy định thôi, còn nếu chở em thì anh có thể chạy chậm hơn. Dạ, người ta muốn chạy nhanh, thích chạy nhanh đúng không? Ông này ông không có nghe người ta chia sẻ. Dạ không, em có nghe chị, nhưng mà mình phải đảm bảo cái an toàn cho bạn gái. Nói chung là chạy sao cho có gió cho nó mát, chạy chậm trời nóng lắm. Nó có chạy nhanh thì cũng đâu có gió nổi tới em đâu. Em có muốn làm dâu không hay là muốn ở riêng? Nếu mà làm dâu thì cũng bình thường, tại vì em nghĩ là thời buổi nay thì chắc mẹ chồng cũng dễ. Nếu mà mẹ chồng không thích thì mình cũng sẽ dùng hết tâm tư tình cảm của mình dành cho mẹ chồng, thì mẹ chồng cũng sẽ cảm động thôi, thời gian cũng sẽ cảm động thôi. Vậy anh hỏi em thêm một vấn đề nữa là bên mình có bắt rễ không? Dạ má em thì rất là thích bắt rễ, má em cứ kêu về. Ba má anh thì kêu mày đi đi rồi tao cho tiền mày đi luôn. Trời ơi. Này chắc phải hỏi hai bà xu ở dưới có bên chịu bắt rễ không, còn bên là cho bao nhiêu. Cái con đó thì anh tặng cho em chỉ là con bò thôi, nó có thể là con bò mà cũng con cừu, anh không biết con gì. Anh cũng ô, tự nhiên tặng em con bò vậy? Không phải, tại vì nó có một cái ý nghĩa như thế này mà anh tặng em, là anh bây giờ mới nói sau này anh sẽ cố gắng làm việc thật là chăm chỉ để chăm lo cho tương lai của chúng ta sau này. Giống như con bò à? Anh có nguyện cùng ở bên em lúc ông nào bệnh sang giàu hay nghèo khó, khi khỏe mạnh hay ốm đau, cũng như là lúc xinh đẹp hay không được đẹp không anh? Này trong phim á, Âu Dương Chấn Hoa nói với cái cô kìa. Anh bằng lòng. Trời ơi, cái này là giống làm lễ nhà thờ vậy. Rồi, để tao nút bấm đi em. Quyết định hay không là do các bạn. Trong 3 tiếng đêm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi. Và bây giờ thì một nụ hôn chính thức. Dạ thưa cô, cho con xin hôn mẹ. Đó, má cho rồi, má gật đầu rồi. Nhớ nụ hôn này nhớ không? Đây là vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng cho hai bạn, đây là chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton, máy nước nóng với thương hiệu Atlantic, với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Võ của em là võ bảy chọ chị ạ. Bạn gái biết võ không? Em biết võ chạy. Võ chạy? Bên đây bảy chọ là bỏ chạy đó. Ưu điểm của em là bị cái bệnh lười. Ưu điểm á hả? Ái nhược điểm ạ. Em có thể làm tất cả mọi công việc mà cái người phụ nữ làm. Rồi, cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Chào anh Linh. Rồi, bây giờ hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ, em chào chú. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em xin chào mọi người ạ. Em tên là Huỳnh Thị Diệu Huyền, em năm nay 28 tuổi. Em hiện đang là điều phối viên sản xuất của công ty nội thất. Quê em mình quê đó, ở Bình Định ạ. Bình Định? Dạ. Chú chào em. Dạ, em chào anh. Mình vô đây lâu chưa? Dạ, em mới vào đây được hơn 3 năm ạ. Mới hơn 3 năm thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và toàn thể các chị cô bác có mặt trong khán phòng hôm nay. Em tên là Ngô Minh Phương, em 30 tuổi, quê quán thì em đến từ miền đất Võ, Bình Định luôn. Ồ, hay quá, trùng hợp dạ. Quá vậy. Công việc hiện tại của em đang làm là
là kỹ sư về công nghệ thông tin ạ. Phương ơi, em hỏi bên kia coi ở huyện nào, xã nào. Em ở Bình Định, ở huyện nào em? Dạ em ở thành phố Quy Nhơn anh. Anh là ở đâu ạ? Dạ em cách anh khoảng 80 cây. Anh thì ở Hoài Nhơn ạ. Mình Nhơn. Có chung chữ Nhơn ạ. Nói chung cũng gần mà. Gần lắm, em yêu thì ở đâu cũng gần. Biết võ không em? Em á chị? Ờ. Dạ biết chị. Võ của em là võ bảy trọ chị ạ. Dạ. Bạn gái biết võ không? Em biết võ chạy. Bỏ chạy hả? Dạ. Bên đây bảy chỏ là bỏ chạy đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì nè? Dạ em tính tình khá là dễ tính, thích nghi được với môi trường rất là tốt, linh hoạt. Nhưng mà ưu điểm của em á là bị cái bệnh lười. Ưu điểm á hả? Nhược điểm mà. Nhược điểm của em bị cái bệnh lười. Ủa lười là lười cái gì? Lười trong công việc, lười làm dạ biến, giặt giũ, dọn dẹp. Dạ lười làm việc nhà. À vậy em ở đây là ai làm việc nhà? Dạ Tuần em làm lần. Tuần làm lần. Sau này về anh làm giúp cho em. Anh có mới nói nha. Dọn dẹp là giặt đồ, rửa chén, lau nhà, nấu cơm rồi đúng đó nghe. Dạ lao động là vinh vang mà chị, làm hết. Biết nấu ăn luôn hả? Dạ biết chị. Hay quá. Vậy ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em kể luôn đi. Em thì có ưu điểm cũng nhiều và khuyết điểm thì cũng nhiều. Em là một người rất là, nói chung rất là thân thiện. Em rất dễ gần với tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi luôn. Người lớn, trẻ em, người già, nói chung là em bắt chuyện và nói chung là giao lưu. Thứ hai nữa là về ưu điểm như em đã nói thì em có thể làm tất cả mọi công việc mà cái người phụ nữ làm. Ngoại cái trừ về sinh đẻ thì em làm được thôi, còn tất cả em làm được hết. Và về cái ưu điểm thứ ba nữa là em rất là đam mê về âm nhạc, tất cả các thể loại luôn. Nói chung là nhạc gì em cũng hát được. Rồi về thể thao thì em chơi được các cái môn như là tennis hay là billard hay pizza chẳng hạn. Và ưu điểm nữa là em không biết hút thuốc, em không biết uống cà phê, nhưng mà em biết nhậu. À cũng quá trà mấy kìa. Nhậu dữ hơn nó nhậu nhiều không? Dạ nhậu thì nói chung là cũng tùy hứng anh. Vui thì uống 2 chai, 3 chai, lúc buồn thì uống 5, 7 chai. Nhưng mà em uống là có một cái chừng mực. Đó là ưu khuyết điểm hai bạn. Còn bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn nữ phải cao khoảng tầm 1m54 trở lên, nặng thì tầm khoảng 47kg. Thì nói chung là có da có thịt tí, khuôn mặt thì ưa nhìn. Và cái điểm quan trọng nhất của em đối với em là cái người phụ nữ đó là họ phải chân thành. Yêu là yêu tới chết thôi, chứ không có đứng núi này trông núi nọ. Ghê quá, yêu tới chết luôn. Dạ. Còn em thì sao? Em à, đối với người yêu của em thì em cũng chỉ cần người đó thẳng thắn, chân thật, chia sẻ cái gì nói đấy. Rồi sao nữa em? Nói có hết lòng người, có cái mẫu người muốn mong muốn như thế nào cứ nói hết ra luôn đi. Em cũng được 1m65 cho nên là em mong bạn trai của em thì cũng cao hơn em là khoảng 1m7. Tướng người cũng cao ráo, không cần đẹp trai nhưng mà gọn gàng sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Khoảng nhậu thì em có thể tiếp được cho nên không vấn đề. Em cũng không thích trai hút thuốc. Bên đây không hút thuốc. Tốt rồi, vậy dạ, tốt rồi. Dạ, em nghe thì em cũng chấm được mấy khoảng. Bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc khoảng 60. 60% hả? Dạ. Ít như vậy hả? Nhìn mặt rồi đoán tiếp. À nhìn mặt đoán tiếp đúng không? Dạ. Em ghét gì nhất mà những cái tật xấu người đàn ông? Keo kiệt anh. Em khá là phóng khoáng nên là đối với con trai mà keo kiệt mà kiểu chi ly từng chút là em không chịu được. À, cái đấy khoảng này em an tâm, anh là rất là thoáng á. Thoáng đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Ôi, em cũng thoáng, anh cũng thoáng rồi, ai giữ tiền. Dạ. Không, mình thoáng mà, mình thoáng đúng chuyện em, chứ không phải là chuyện gì mà đúng thoáng. Đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em có 2 mối tình rồi. Mối dài nhất là nhiêu? Dài nhất được 3 năm, ngắn nhất thì được 2 năm. Tại sao chia tay? Lúc đó em vẫn còn trẻ, em vẫn muốn bay nhảy nên là em chưa có ý định lập gia đình. Làm tự chia tay? Nói chung bên kia họ cũng hối quá nên thôi. Họ hối chia tay hả? Không, họ hối đám cưới. Em sợ quên rút. Trời đất ơi, đợt này là người ta muốn yêu là yêu tới chết đó. Bây giờ chắc chuyến này là yêu là cưới không? Em tìm người để đi cùng em tới hết đời. Chứ không phải là chỉ đơn giản là để cưới. Được không em, đi hết đời không? Được anh, được anh. Người bên kia có mấy mối tình rồi, bạn trai? Dạ em thì mối tình chính thức thì có 2 chị. Còn râu ria thì cũng một vài. Trời ơi. Mối tình đầu tiên của em là thời đại học á. Mối tình đó quen khoảng tầm 6 tháng. Còn dạ, cái mối tình gần đây nhất là lý do sao chia tay? Mối tình mà gần đây nhất là em quen được 2 năm. Nói chung là cũng có nhiều cái điểm. Thì em chào chị. Có nhiều cái điểm nó không có hợp. Cô ấy là muốn em là phải giống như là phải sống theo cái lối sống của cô ấy áp đặt. Rồi chia tay luôn. Cái đó chưa là cái nguyên nhân chính. Mà cái nguyên nhân chính là bố mẹ cô ấy tìm cho cô ấy một cái công việc
ở ngoài Quảng Ngãi. Em định là lập nghiệp ở đâu? Bây giờ lấy vợ thì mình sẽ ở đâu? Lập nghiệp ở đây ạ. Ở đây. Ủa, dạ. Em định lập nghiệp ở đâu? Hiện tại em đang làm việc ở đây. Quê thì em ở đây luôn. Ở đây luôn. Là không có ai có ý định về quê hết đúng không? Dạ. Về già rồi tính. Em cao mét nhiêu? 6'7". 6'7", bớt 3 phân được không em? Dạ được. Được. Trời, bên này cô này có cao lắm nha. Em mang giày cao gót được. Em mang giày cao gót được hả? Là lên 1m7 liền à. Lên 1m7 luôn. Dạ. Ơi, nấu ăn rồi được hết, mang giày cao gót được luôn. Vậy phải coi lại giới tính nha. Men, chăm men. Chăm. Bây giờ em bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Em thì cũng lớn rồi. Bạn bè em thì nói chung có con có cái tùm lum hết rồi. Thì em muốn là nói chung càng sớm càng tốt. Công việc ổn định chưa? Dạ, công việc của em có dành dụm được gì chưa? Dạ, cũng có được chút rồi chị. Có dự định chừng nào mới mua được nhà ở trong này không? Hiện tại giờ em chưa có vợ thì nói chung em làm được bao nhiêu thì em tiêu. Không có người phụ nữ thì cái tiền nó đi một cách nói chung nó chạy đường nào em. Theo em như bây giờ thì bao nhiêu lâu lấy vợ xong bao lâu nữa mới mua nổi một cái căn nhà trong theo này? Theo em thì nếu mà mua nhà mua đất ở đây thì cũng phải có hai người phải cùng lại tích góp. Thì bao năm, mấy năm? Em nghĩ khoảng tầm 3 đến 5 năm. Đó, mình phải có một cái kế hoạch như vậy. Dạ, cái tương lai mình vậy, bạn gái nghe tao mới yên tâm. Nãy giờ nghe hết rồi, bạn trai chia sẻ rồi gì? Dạ. Chị muốn nghe thêm ý kiến người thân của mình. Hôm nay em đi với ai nè? Hôm nay em đi với anh và bạn của em ạ. Chào anh. Xin chào anh Quyền Linh cùng chị Cát Tường. Xin anh chào được, bạn hả? Trai. Dạ, anh rể. Anh rể. Thì em đến cổ vũ cho Huyền. Thấy cái bạn trai bên này thì rất là điềm đạm và nói chung là rất là phù hợp với em gái mình. Hai bạn đến với nhau thì cũng đó là một mối lương duyên nên anh ủng hộ cho hai bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Còn anh trai đi với ai? Dạ, em đi coi với em gái ạ. Em gái, bên dạ. Anh rể với em gái, em ruột hả? Dạ, em ruột. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Chào chị Diệu Huyền và chào tất cả khán giả. Em thấy chị Huyền thì xinh, đẹp. Nói chung là cá tính á, hợp với anh của em. Anh của em thì ảnh, chung là ảnh hiền lắm. Thì chương trình này thì em bảo ảnh là ảnh đăng ký để tham gia đó. Thì em hy vọng là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn. Rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em gái. Mình đăng ký lâu chưa em trai, Phương? Cái này em gái đăng ký chắc khoảng tầm hơn năm. Hơn năm rồi. Dạ. Lâu ha. Tại bên vì này... hồ sơ chúng tôi rất là nhiều. Khi các bạn đăng ký có nhiều hỏi tại sao phải đăng ký lâu như vậy. Có nhiều người đăng ký tới 3 năm, 4 năm. Tại vì cái yêu cầu của các bạn rất là cao. Thí dụ như chân dài 1m8, mũi dài 1m1 hay gì đó, thì ra tôi tìm rất là lâu. Có duyên nhau thì hai cái hồ sơ nó gần như tương đồng với nhau. Đó rồi. Là lý do là rất là lâu ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa hàng rào ra để cho cặp đôi có thể gặp nhau và trò chuyện nha. Mở cửa. Cửa rào đã mở. Dạ, chào anh. Lần đầu em có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Mình đứng sát với nhau coi các bạn. Sao nào? Nghe họ mang giày cao gót. Hợp lý không? Mọi người thấy sao? Cũng đâu có thấp gì lắm đâu đúng không? Cũng không cần mang giày cao gót anh trai. Nãy bạn nói hát được đúng không? Dạ. Hát để gây cảm tình ngay từ những giây phút ban đầu. Hôm nay thì gặp em ở đây cũng là một cái niềm vui. Thì anh xin hát gửi em một bài hát. Lâu đài tình ái cho em đứng hát em ngồi hát được. Em đứng em hát cho cô gái bên kia rồi đó. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ có may kết thành lâu đài. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh kinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vươn bao hồn hoa. Hay. Rồi. Rất là phiêu linh. Đúng rồi, em hát hay hơn nữa. Hả? Nhưng mà em hơi rung. Hơi rung ha, đúng dạ. Rồi, vậy là hay lắm rồi em. Tới bạn gái. Thử. Dạ, em cũng hay đi hát karaoke thì em cũng chỉ hát được mỗi bài này thôi. Rót mai hương trên chua cay này, lêu bêu như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tận nguyện. Ta đang lâu đài tình ái ngon lành với nhấp hai chén chua cay luôn, trái tim tật nguyền rồi ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, các bạn có 2 phút, bắt đầu. Thì lần đầu tiên gặp em á, thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào? Em cũng không có phán đoán nhiều về cái nhìn đầu tiên. Trong qua giọng nói của anh thì em cũng cảm giác là anh khá là chín chắn, chững chạc.
khá là tốt cho cái tính của em nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì em thích hẹn hò ở những nơi nào? Cho em hỏi là anh ở đâu ạ? Hiện tại thì anh đang ở Tân Bình. Em cũng ở Tân Bình. Dạ, anh ở đường Nguyễn Mại, ngay chỗ công viên Hồ Văn Thụ luôn. Em thì ở gần đây, nói chung là trong quận thì cũng gần. Em thì cũng không có thích là đi uống cà phê nhiều hay là xem phim nhiều. Nhưng mà lâu lâu gặp nhau rồi, nếu anh rảnh thì anh nấu cơm cho em. Ok em. Dạ, em cũng không có thích đi ra ngoài nhiều. Em là ít đi đúng không? Dạ, còn em anh, đi. Anh thì đi nhiều lắm. Thế anh phải đi công tác nhiều ạ? Công việc của anh thì 80% là ở thành phố Hồ Chí Minh, 20% thì ở các tỉnh. Thế một tháng thì anh đi khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì tùy thuộc vào cái công việc của công ty. Có tháng thì chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đa số bây giờ đi tỉnh là cũng ít, tại vì nhân viên của công ty cũng khá là nhiều. Thì hôm nay người này đi thì hôm khác người khác đi. Đưa ra một giải pháp chuẩn bị đám cưới coi làm sao. Phải có một cái danh sách khách hàng nè, bạn bè, người thân. Đó, phải có tiền. Khoảng nhiêu? Khoảng tầm 100-150 á. Em không muốn cưới xong mà về đổ nợ đâu. Có đủ 100-150 không kìa. Thông báo cho cổ luôn đi. An tâm đi, em không đổ nợ đâu em. Bây giờ anh tính được mà. Dạ. Tiền bạc ai giữ? Cái quan điểm của em là cái người phụ nữ giữ tiền là tốt nhất. Nữ giữ tiền thì họ sẽ biết cách chi tiêu. Còn đàn ông giữ tiền thì nó tiêu phá nhanh. Như em là giữ tiền là em nhanh lắm. Ai cũng nói vậy trơn á. Tới chừng về vợ giữ quạo. Em giao tiền cho vợ, rồi mỗi tháng em lấy là bao nhiêu phần trăm? Chứ không lẽ em giao hết hay là em có quỹ đen hay không? Nếu mà yêu nhau rồi thì sẽ có một cái thỏa thuận á. Đúng rồi, nhưng mà tụi anh muốn thỏa thuận đây để ghi vào gọi là cái bằng chứng. Bao nhiêu, bao nhiêu? Em lấy ra, tụi em coi là không có cãi nhau nữa. 70-30. Đó, 70-30. Thiếu xin thêm. Còn vụ thiếu xin thêm nữa. 30 là nhiều rồi đó. Theo như tôi là 80-20 thôi. Cũng được chị, nhưng mà ví dụ như mình mỗi lần ví dụ như đi gặp khách hàng hay là đi chơi với bạn bè thì có thể cho anh xin thêm, cho anh xin ít. Ok là được. Em thì em không có giữ tiền của anh đâu. Hả? Em giữ thẻ thôi. Giữ thẻ thôi. Được. Được, được, được. Được. Nói tóm lại đây là một chuyện hết sức nhạy cảm, bởi vì các bạn có biết không, thường những cặp yêu nhau lúc đầu thì rất là ok, nhưng sau đó yêu nhau thời gian lấy nhau rồi bắt đầu tiền bạc nó có vấn đề là hay bị xích mích chuyện này lắm. Nên chúng ta ở đây á, chúng tôi muốn các bạn rõ ràng ở đó để sau này các bạn không có cãi nhau về chuyện đó nữa, cứ thế mà làm. Rồi bây giờ mình tính cái kế hoạch bao lâu nữa thì mình kết hôn. Nếu mà quen nhau thì em tính khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Em cũng nói chung ba mẹ em thì vội rồi, nhưng mà em vẫn chưa có vội, bởi vì cái gì vội thì dễ hỏng lắm. Chắc qua năm sau, đầu năm sau là được. Vậy là cũng nhanh rồi. Bạn trai theo kịp không? Dạ được ạ. Vậy hai bạn bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, nói với nhau một điều gì đó ngắn gọn, xúc tích. Cho anh được nắm tay em đúng không? Rất là mạnh mẽ. Anh và em đã trôi dạt bao nhiêu năm, hôm nay mình mới có dịp được gặp ở đây. Thời gian vừa qua thì chắc chắn là giữa em hoặc là anh là mình sẽ có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà cái duyên nó không đến. Mình đã đến đây thì em là bến đỗ, anh là thuyền. Anh muốn em là một cái bến đỗ để anh có thể neo thuyền ở đây. Thuyền hết. Em không muốn em là thuyền, em không muốn là bến đỗ. Em là thuyền. Thế là anh đi đâu em đi đây. Có thuyền, có bến đỗ, quan trọng là cái dây buộc thuyền nó có chắc hay không thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định bấm nút hay không là do quyết định của các bạn nha. Bấm là mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hai bạn. Rồi, hãy đứng sát vào nhau. Hai bạn. Chúng ta yêu là nói là yêu à, không yêu thì nói một lần cho xong. Rồi bây giờ thì chúng ta chúc mừng cho họ. Và bắt đầu từ giây phút này các bạn không rời nhau nhé. Anh cho anh xin được hôn em. Ông này ông rất là quyết liệt. Được. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng phần quà là 7 triệu đồng. Cảm ơn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Max TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Em cảm ơn anh ạ.
Dạ thì qua cái chương trình này thì em cũng cảm ơn ban biên tập cùng với MC Quyền Linh và Cát Tường đã tạo một cái cơ hội để cho tụi em được gặp nhau. Thì em luôn chúc cho chương trình luôn phát triển và thành công trong tương lai. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn hai bạn. Quà của bạn rồi. Đây đúng không? Những cái lời nói, những hình ảnh các bạn sẽ mãi mãi lưu vào cuộc đời các bạn nhé. Nhớ thực hiện những cái gì mà mình đã nói và làm đúng những gì mình đã hứa. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn. Rồi, chúc mừng hai bạn. Rất là vui đúng không? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Vâng, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào các cô chú và các bạn ở dưới. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Tiến Dũng, hiện nay 31 tuổi và hiện tại em đang làm ở Bình Dương. Công việc của em là em làm công nhân cho công ty sản xuất bao tay y tế. Và công việc chính là em bên kiểm hàng. Và ngoài công việc làm công ty ra thì em cũng có đam mê về ngành chăn nuôi. Vâng, em có chăn nuôi về heo. Heo hả? Dạ, vâng. Bây giờ hiện tại bây giờ thì em có khoảng gần 100 con. Cái gì dữ vậy? Heo. Wow. Dữ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào tất cả quý vị khán giả, chào hai MC và chào bạn nam. Em là Ngọc Ánh, hiện tại em của tuổi 30. Em sinh ra ở tỉnh Quảng Ninh, trong một cái tỉnh nhỏ gọi là thị xã Cẩm Phả. Thị xã của em nổi danh là về những phụ nữ đẹp, giống như là mẹ em. Hiện tại thì em có công việc là kế toán tổng hợp, bên cạnh đó thì em là huấn luyện viên yoga. Và đó là lý do vì sao em mặc bộ đồ này, nát nữa em cũng rất hy vọng có thể được biểu diễn yoga cho bạn nam. Là muốn biểu diễn cho bạn nam xem luôn đúng không? Hay quá. Rồi, mời chàng trai. Em hãy nói một chút xíu về cái khuyết điểm và ưu điểm của em. Trước tiên thì em nói về ưu điểm của em. Em là một người rất chi là thẳng thắn, năng động, muốn hòa đồng với mọi người, thì dễ gần gũi. Nói chung là cũng biết chơi về thể dục thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, tập bơi. Ngoài những môn thể thao ra thì em cũng biết chơi những môn cờ tướng. Khuyết điểm em là gì? Khuyết điểm của em thì em ăn nhiều này, ngủ nhiều này. Nên là bây giờ người em hơi thừa ký, sợ ma, sợ rắn, sợ đĩa. Sợ ma nữa hả? Vâng. Ưu điểm với khuyết điểm của bạn gái là gì? Ưu điểm của em thì giọng nói của em là khá tốt, ngoại hình thì thể thao. Thì một số người thì họ nhận xét em là em có nụ cười tương đối là đẹp. Nụ cười đẹp. Em trai đã trải qua mấy mối tình rồi? Em cũng đã trải qua 3 mối tình. 2 mối tình thì từ hồi em học sinh sinh viên. Thôi bỏ qua đi. Vâng, và mối tình gần nhất ở đây thì Mấy năm? Cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Thì em cũng đi quê làm và quen được một bạn gái cùng quê. Hai người cùng quen nhau khoảng gần 1 năm. Bạn gái về đi làm xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Sau này khoảng 4 năm sau thì bạn gái quay về thì mình đã nhận tin được bạn gái đã lập gia đình. Thôi chúc mừng cho người ta đi em ha. Vâng. Bây giờ mình đang lo chuyện mình đây. Bạn gái bên kia. Từ trước đến nay là em quan niệm là không có bạn trai. Rồi em muốn đi làm, em muốn kiếm tiền để cho ba mẹ em yên tâm về em. Rồi bây giờ tại sao em lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em đã thay đổi cái suy nghĩ đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mấy một phần nữa là em cũng muốn học một cách yêu một người khác nữa, để cho cái cuộc sống của mình nó phong phú lên. Dạ. Em đã có vẽ ra cho mình một cái người mẫu lý tưởng như thế nào chưa? Người mẫu lý tưởng của em trước hết là về ngoại hình là phải men, nhìn phải trẻ trung. Cái thứ hai là về tính cách thì là phải chu đáo, đầu đội trời, chân đạp đất. Có nghĩa là giống như là anh ấy phải là người dám làm và dám chịu. Cái thứ ba nữa là về tài chính thì anh ấy phải độc lập về tài chính. Nãy giờ em nghe em trai bên đây nói chuyện thì em thấy cảm giác đáp ứng được bao nhiêu cái điều kiện của em đưa ra, bao nhiêu phần trăm? Anh ấy nói là ảnh mập, em không mường tượng được là ảnh mập như thế nào. Làm em giờ cũng hơi hoang mang. Nên coi như là về tiêu chí ngoại hình coi như mập, có điểm cỡ anh là vừa đó em. Em tưởng tượng đi. Ừ. Vậy thì coi như là điểm cộng cho cái ngoại hình của anh. Trời, tôi điểm cộng hết trời. Đỡ định quá. Định nói điểm trừ. Lên... nghe chỉ qua anh Linh. Dạ, rồi. Chuyển qua điểm cộng. Em đang tính nói điểm trừ mà thấy anh Linh nói là giống anh Linh thì điểm cộng. Thôi, cảm ơn em nha. Dạ. Anh quay qua cảm ơn em bởi vì em đã cộng điểm cho anh. Dạ, em chào anh. Cũng hơi mập đó. Dạ. Anh bên đây á, thực chất là anh chất phát lắm. Mặt rất đôn hậu. Trong thời buổi này mà có một chàng trai tự nuôi 100 con heo là biết ảnh chăm chỉ đến mức nào rồi, mặc dù cũng có công việc rất là ổn định á. Em
không thích cái điều gì ở người đàn ông? À, em là vô cùng là ghét hút thuốc. Hút thuốc? Dạ, cực kỳ có ghét hút thuốc em. Luôn. Vâng, thuốc thì em không hút. Ờ, mừng quá. Rồi bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là mẫu người bạn gái của mình là như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi. Em muốn tìm một bạn gái, nói chung là ngoại hình thì nói chung là cũng ưa nhìn. Nói chung ăn mặc thì gọn gàng, về tính cách phải biết hòa đồng với mọi người, quan tâm mọi người. Về công việc thì không quan trọng. Em cũng có công việc mà hơi bận nên là chưa có thời gian để tập yoga. Nói chung bạn gái mình kia dạy. Chuẩn, không có mập lắm đâu. Bình thường, vậy là điểm cộng đúng rồi đó. Bao lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà hai người hợp nhau thì em sẽ tính đầu năm hoặc là sang cuối năm. Nói chung là hợp nhau thì mình tính càng sớm càng tốt. Tính sớm đi em, giá heo đang lên đó em. Dạ, ok. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích người bạn gái, chẳng hạn như người bạn gái ích kỷ nè, không tin tưởng vào ví dụ như tình yêu như bạn trai của mình nè. Nhưng mà em, bản thân em thì có chung thủy không? Vâng, bản thân em thì nói chung em nghĩ em cũng là một người rất chi là chung thủy. Tốt, vâng. Vậy là được, okay. Rồi ha. Quan trọng là mình tìm được người đàn ông chung thủy. Dạ. Rồi bây giờ là hôm nay em gái đi với ai? Hôm nay thì cũng rất là vô cùng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến để cổ vũ tinh thần cho em. Thì ngắn chừng cũng khoảng 2 dãy ghế đầu của... 2 dãy ghế đầu? Dạ. Trời, khoảng 12 nhà gái rất là hùng hậu ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Giờ em muốn nghe ý kiến của ai nè? Em tin tưởng vào cái sự đánh giá và nhận xét về cách nhìn nhận con người của ba em. Nên ba là em. Cho em xin nghe ý kiến của ba em trước. Dạ, rồi. Dạ, chào chú ạ. À. Tôi thì là ba của cháu Ánh. Bác thấy là có nhiều cái điểm rất là tương đồng với này em Ánh. Theo bác thì hai con sẽ cho nhau cơ hội để có cái thời gian tìm hiểu thêm. Nếu như mà tìm hiểu thêm mà các cháu tâm đầu ý hợp ấy, mà thuận buồm xuôi gió thì đi đến hôn nhân, gia đình, thì bác cũng rất là mừng và bác ủng hộ. Dạ, cảm ơn chú. Vâng, cảm ơn bác ạ. Bạn trai hôm nay mình đi với ai? Vâng, hôm nay bên em cũng đi rất chi là đông người, và đi với ba dì và các bạn đồng nghiệp. Dạ, em mời dì ạ. Xin chào hai MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả. Cháu Dũng nhà tôi thì ăn nhiều, ngủ nhiều mà làm cũng nhiều. Tôi thấy cháu gái bên đây thì tôi thấy cháu cũng hiền, ăn mặc cũng lịch sự. Mà tôi cũng thấy đồng ý. Tôi chỉ mong hai cháu bấm nút hẹn hò và nắm chặt tay rồi đi đến bến bờ hạnh phúc. Càng nhanh càng tốt, cháu Dũng nhiều tuổi rồi. Dạ, vâng. Dạ nhiều tuổi rồi. Càng nhanh càng tốt có gì ha. Rồi, bây giờ thì hai bạn có thời gian để mở rào ra, cùng nói chuyện với nhau nha, trao đổi với nhau. Mở rào. Rồi. Đó. Vâng, đầu tiên anh có muốn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Và anh có muốn quà đặc biệt hơn nữa, là hôm nay anh có mang đến chương trình một món quà đặc biệt. Em để hoa xuống đây. Tặng cái gì? Đây vậy? Đây chị Hoa, cái hoa chị cầm giùm cho. Vâng. Rồi. Cái gì vậy? Vâng, hôm nay là một món quà rất đặc biệt, chỉ là nói chung là em sẽ tặng bạn gái một chú heo khuôn rất dễ thương. Hả? Rồi. Heo là heo con hay cười. Vâng. Đã quá vậy. Vâng, chú heo khuôn này là tự tay anh nuôi ra được, và anh muốn sao nãy giờ hai anh em mình cùng nuôi chú heo khuôn này từ một chú heo khuôn và trở thành một chú heo lớn, và mình nên là nhiều chú heo nữa. Em ơi, em bỏ nãy giờ vậy. Cảm ơn anh. Ôi, dễ thương quá. Cảm ơn tấm lòng của anh. Nằm kia nó ấm đi em, để anh giữ cho. Cưng quá. Để đây cho không để ngoài nó mới lạnh. Em có một món quà gửi cho anh. Trời, tôi nghĩ là sen đá. Ra là em cũng hy vọng mình giống như cái bông hoa này, có nghĩa là mạnh mẽ như sỏi và tâm hồn thì như là sen, và trong sỏi đá sen vẫn vươn mình lên. Em hy vọng em hướng tới con người như vậy, nhìn nó anh có thể nghĩ tới em. Rồi, anh cũng nghĩ thế như vậy. Anh cảm ơn em. Thì em muốn thể hiện cái đam mê và cái sở thích của mình là yoga để em thể hiện cho anh thấy. Rồi, ok. Namaste.
Namaste. Cảm ơn. Rồi. Hay lắm. Cảm ơn em. Dạ. Em có nhận xét gì về anh khi mà anh em gặp nhau? Rất là ngưỡng mộ anh. Một mình mà thực ra em cũng có nuôi chó và nuôi mèo. Em không nghĩ đến là cái việc mà nuôi heo nó vất vả như thế nào. Em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Thực ra ngoại hình của anh lúc đầu nghe anh Quyền nói mập thì em cũng mường tượng là nó mập lắm. Nhưng mà cũng thực sự là không đến nỗi. Ví dụ như công việc của em bận như vậy thì em thường rảnh vào rỗi vào những ngày nào và giờ nào? À, nếu mà giờ thì chắc là chỉ có cuối tuần thôi, chủ nhật hoặc là chiều thứ bảy. Chúng ta em hẹn hò thế nào? Mong muốn tìm một người có thể ủng hộ cho những cái sở thích của em. Và thường là em hay thất bại một cái điều gì đó thì em hay khóc. Và lúc đó là hy vọng cái lửa còn lại của mình họ sẽ ủng hộ mình. Và anh cũng hy vọng anh là bờ vai cho em, tựa vào những lúc em mệt mỏi bản. Anh suy nghĩ trong anh hồi chưa gặp em là nói chung là không được 90%. Cảm thấy em là ok rồi với lại mục tiêu của anh rồi. Mà anh cũng muốn là anh em mình cho nhau một cơ hội, được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Em trả lời anh luôn ha. Vì yêu anh em đã đến đây, cho tặng anh những yêu thương lòng say. Từng lời nói hôm nay cũng chẳng thể nào mang hết những tâm tư của em. Dù rằng đôi chân em vượt gió mây, chính đôi tay anh vẫn giữ tròn vẹn hơi ấm. Sẽ mãi chỉ chào cho riêng anh mà thôi. Yeah. Rồi. Quá dễ thương. Bây giờ để tay vào nút bấm chàng trai. Nút bấm này hai bạn. Chúng ta bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Yêu thì bấm, rung động thì bấm, không rung động không bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời hai bạn. Ô. Bây giờ thì đã bấm rồi, hai bạn hãy nắm tay nhau đi nè. Một cô gái chưa có một mối tình chính thức nào, em có thể xin phép gia đình của bạn ấy để hôn bạn gái mình một cái? Vâng, cháu xin phép bác và cả hôn em ạ. Cháu rất luôn hồi hộp ạ. Bác cho phép ạ? Có, cho phép rồi đó. Nào. Thấy sao? Đã thấy luôn ạ. Thấy luôn đúng không? Hồi hộp rồi. Nào, chúc các bạn hạnh phúc. Và chúng tôi gửi cho các bạn những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Vâng ạ. Xin gửi tặng hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton và một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Cố gắng nha. Rồi cảm ơn các bạn đây. Nào, hãy đưa chú heo vào chuồng luôn nha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào bạn trai bên kia, chào tất cả các vị quý vị khán giả. Em tên là Phan Quỳnh Tị Nhàn, năm nay em 25 tuổi, đến từ Tây Ninh ạ. À, công việc hiện tại đang là nhân viên xử lý dữ liệu ạ. À, em tên gì em? Phan Quỳnh Tị Nhàn anh. Hả? Tỷ á. Tiền tỷ. Tỷ. À dạ đúng rồi ạ. Tên rất lạ ha. Em thì đang ở huyện Bình Chánh ạ. Mời bạn trai. À, chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể khán giả trường quay. Em tên là Trần Minh Hiếu, năm nay em 25 tuổi. Hiện quê em ở Bình Dương nhưng mà em làm việc là nhân viên kế toán một công ty có trụ sở tại Bình Thạnh ạ. Rồi hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi, mời em gái. Điểm mạnh của em hả là có khả năng nấu cơm 3 tầng. Hai. À. Rồi hai gì em? Không khét chính đó. Phần cuối cùng là khét đó. Cuối là khét anh, tầng khét. Giữa là chính và tầng trên cùng là sống. Nay đâu có nấu bếp củi nữa đâu em. Đây là nồi cơm điện mà sao được 3 tầng em? Đó là khả năng đặc biệt của em đó anh. Lợi hại quá. Em nấu nồi cơm điện mà vẫn 3 tầng luôn hả? Dạ đúng rồi. Hay quá. Dạ khuyết điểm của em thứ nhất là lười. Nếu mà khả năng mà em có thể ngồi được là em không hề đứng luôn. Một cái nữa là ham ăn. Quán nào mà có ngon á là sẽ hay em. Là sẽ có mặt em. Dạ đúng rồi. Hoang mang quá nhỉ. Hoang mang quá. Rồi công việc nhà ai làm?
nhà của bạn làm. À bạn trai, em tịch luôn à em. Dạ. Bạn gái bên kia có biết làm gì ở nhà? Bạn có thể làm dọn dẹp bất cứ kỳ cái gì không? Dạ mấy cái đó thì cũng biết anh, nhưng mà có điều là không phải sợ tốn tiền mua trang mới. Tức là dọn dẹp là bể luôn á hả? Dạ. Trời ơi sao em đức tính toàn là giỏi không vậy ta? Nghe có hoang mang chút xíu nào không anh trai? Dạ em hơi hoang mang anh ơi. Không, anh nghĩ nó chơi vui thôi chứ cô gái bên kia rất là vui nha, hài hước nữa. Anh nghĩ cái đó là cái thành tích khoe chơi thôi. Dạ. Không có, là... cái mặt cổ đó bên đây là y chang là nói thiệt luôn, không có cái nào chơi hết trơn á anh à. Rồi muốn cứu mà cứu không nổi. Thiệt luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm gì em? Thì ưu điểm thì em có thể nói chuyện với bất cứ ai. Nói chung là vô lo vô nghĩ cho nên lâu lâu em cũng hơi vô tâm chút xíu. Trời đất ơi. Hay. Có hai bên này kỳ lạ vậy. Có ưu điểm gì khá khá chút không? Không hút thuốc. Được. À, không uống rượu. Được. Không cờ bạc. Được. Biết nấu ăn. Được. Cái này được à. Em còn nữ. Em thích. Nhưng mà có một cái nhược điểm cũng ngang ngang với bạn đó. Lười. Rồi. Biết nấu ăn mà lười vậy, có nấu không? Nấu thì nấu nhưng mà yêu cầu bạn đó phải chuẩn bị cho em tất cả các thứ, em chỉ việc nấu thôi. Ở đây ta cũng lười, ta chỉ ngồi không là biến đứng đó. Nhưng mà nói vậy chứ về nhà em cũng phải kèm bạn lá lại chứ. Đúng rồi. Đâu có để cho bạn đó lười được. Đúng rồi. Mình em lười được rồi. Hả? Thôi thôi cặp này khó quá, bỏ qua đi, vô chuyện khác đi. Tình duyên. Ta cũng được trải qua được hai mối tình rồi chị. Vậy mà cũng có người yêu luôn á hả? Hay quá. Trước tình đầu là mối tình học sinh. Mối tình mới đây sao chia tay? Tình đó là tình đơn phương chị. Vậy là cái đó có đâu tính là mối tình đâu. Nhưng mà cũng là trái tim rung động được một lần. Mà chắc ảnh biết, ảnh cũng sợ à. Bên kia có mấy mối tình? Bên đây em thì có 3 mối tình. Gần đây nhất thì em quen được 3 năm. Gia đình bạn đó có đạo, có nguyện vọng là con rể là phải đạo gốc. Em bản thân em thì không có đạo gốc cho nên bạn gái bên kia có đạo không? Dạ. Dạ em đạo cao đài ạ. Rồi có bắt bạn nhà trai theo đạo theo đồ gì không? Hay là bình thường? Dạ bình thường ạ. Mẫu người lý tưởng của em sao? Dạ đẹp là được rồi chị. Sao là đẹp? Dạ có anh Nguyên Linh đi. Dạ hả? Dạ. Còn Nguyên Linh thì bạn trẻ nha chị. Mà đó giờ tôi mới lần đầu tiên tôi nghe người nó đẹp giống Nguyên Linh à. Rồi, cảm ơn em nha. Bên kia có giống anh Nguyên Linh không? Đẹp trai hơn. Vậy bên đó mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Tóc nhà gài tở ngang vai trở xuống. Được. Cao trên 1m55. Mũi cao. Đặc biệt là phải da trắng. Mấy cái mà em kể á là không đạt không sao, nhưng đặc biệt da và trắng, da và trắng. Da trắng đi làm gì? Để ngắm hả? Dạ không có, tại da em đen quá rồi. Em mà em thì em thích trắng. Em có tiền không? Em kiếm vợ trắng á, để có gì đời con em nó vớt lại. Trời ơi. Ít nhiều gì nó cũng ra được cái màu cà phê sữa. Kiểm tra cũng có trắng không ha? Dạ. Yeah. Trời ơi. Sao vậy anh? Trắng tươi. Trắng tươi. Chào em gái. Dạ em chào anh. Chung nãy giờ hai bạn nói chuyện, ai cũng nói chuyện có duyên hết trơn á. Anh thấy về tính cách hai bạn cũng hợp nhau ha. Có những điều gì mà em không thích ở người đàn ông? Dạ đánh phụ nữ là em không thích thôi. Bên đây không có đánh đâu. Trừ khi em đánh lại thôi. Đâu có đánh đâu là hiền đúng không? Đúng rồi, em hiền như cục đất. Rồi, được rồi, dễ thương lắm. Bây giờ thích người mập hay ốm, cao hay thấp? Cao khoảng 1m6 trở lên. Mập cũng được, dễ ốm. Còn ốm thì đẹp, tướng đẹp. Quá dễ, cô này sao không được. Chuẩn à, bên đây sói ca nha. Không có được đâu mà. Em nói thiệt là nãy giờ em nghe cô này nói rồi em thấy sao? Mới đầu thì em hơi hoang mang. Nhưng giờ? Mà giờ em thấy đỡ hơn. Sao vậy? Tại vì em thấy bạn đó quán nào mà cũng biết em lại thích người dẫn em đi ăn. Em là tính mê ăn giặt lắm. Đất ơi, đồ tiền đâu, kinh tế đâu, rồi mai mốt còn phải nuôi con đồ nữa chứ. Đó chị ơi, trời, mẹ cái đó đâu có nhiêu tiền chứ. Rồi mình có phải làm dâu không em? Không chứ, em là dự định là ở lập nghiệp thành phố. À, chứ làm dâu là cũng khó lòng lắm á. Trời ơi, nhà ba mẹ em dễ lắm. Nói chung dễ chứ cũng không thể nào chịu nổi cô này đâu. Cười khoái à. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Giận hờn vu vơ chị. Giận mà mình không biết cái lý do giận. Có cái gì phải nói ra cho biết. Đúng rồi, có gì nói thẳng ra. Còn giận là em để đó cho giận luôn. Đừng có giận dai nghe chưa. Cặp này xứng đôi. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Dạ em đi với hai chị và một em gái hả? Rồi cho chị gặp chị của em đâu. Chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả.
Em là chị họ của Nhàn. Nói chung á, nãy giờ Nhàn chia sẻ thì thấy Nhàn thì không tính vậy đâu. Nhàn cũng vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát lắm. Nhưng mà không có lười đâu, nó cũng xuyên lắm á. Chia sẻ nghe ghê quá ha. Dạ, nó chia sẻ bạn trai bên này thì chị thấy là hợp với em đó, với Nhàn. Hai đứa nên cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn ha. Trai đi với ai? Dạ, em đi chung với em gái ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào mọi người. Chị ở bên đây xinh lắm. Chà, hợp với anh Hiếu á. Nhưng mà chắc là còn trẻ sau đó, cho nên là thời gian mình tìm hiểu, thay đổi phù hợp nhau. Nói chung là cho nhau cơ hội để tiến xa hơn. Khen em đẹp á, nhưng mà điều còn phải thay đổi là chưa trưởng thành đó cưng. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Có muốn quà nhỏ mới tặng cho em. Rồi, em cảm ơn. Đầu tiên rồi coi có trắng không. Em gặp anh rồi thì em thấy anh sao? Đẹp trai. Cảm ơn em. Coi có trắng không em? Cả trắng. Ông nhìn sao mà dây mà ông nói trắng hay thiệt. Tối em hay gọi là đi ăn đồ các kiểu không? Dạ có ạ. Thì rảnh rỗi bạn bè thì cũng rủ nhau đi ăn. Ví dụ như mày muốn, ví dụ như mà em có bấm nút cho anh á, thì anh yêu cầu có một mình anh thôi, không cần bạn bè được không? Ok. Vấn đề đó thì thoải mái, em sẽ dẫn anh đi ăn những món ngon luôn. Nhưng mà vấn đề tiền anh trả. Trời ơi, cái đó chuyện nhỏ, anh dẫn đi mà lo cái gì. Ủa, tới đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện ăn. Tại vì em nghe nói là ăn không đúng không? Con đường dẫn đến trái tim vườn phụ nữ là con đường đi ngang qua cái bầu tử anh. Vậy đó hả? Dạ. Lấy nào về tiền bạc kinh tế trong nhà, ai quản lý? Đương nhiên là bạn nữ rồi. Ăn ăn quá à, hết vốn à. Cái đó có người kèm hết chị ơi. Dừng cái tóm mà chị. Ý quan điểm về con cái, người nào thích con trai, người nào thích con gái, nói luôn đi các bạn. Em nói luôn đi. Em nói trước đi. Em thì thích con gái hơn. Ồ, anh cũng vậy. Anh cũng thích gái hơn. Trời ơi, búng tay nữa mới ghê. Anh tặng cho em một bài hát ha. Bài Cô Bé Ơi của Huy Đức. Rồi. Cô bé ơi, anh nhớ em như ma lung nhớ đồng tiền đúng chưa, như nước đa nhớ cà chua, như môi em nhớ da ua ngọt ngào, cái nhớ nháy qua mà hàng rào, chẳng thèm đăng ký em cứ nhào mà nhào vô anh. Xô ra anh thấy chẳng đành nên anh ôm lấy rồi anh giữ hoài, nhớ nhào chẳng biết để đâu, lỡ để trên đầu thì tóc nó che đi. Để trồng tôi ao thì thấy cũng kỳ, lỡ đi mà rớt thì lấy gì mà chứng minh, chi bằng da bồ làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi, chi bằng da bồ làm thinh, thét lên nhớ quá một mình mà nghe chơi. Dễ thương, rất là dễ thương. Trời ơi, rất là dễ thương luôn. Phải là bấm bằng trái tim nha các bạn. Bấm nút là để hẹn hò và tiến tới hôn nhân nha các bạn. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ. Một. Hai. Ba. Trời ơi. Trời ơi. Bấm gãy ghế người ta luôn vậy. Bấm ở đâu vậy? Như rồi. Anh diễn tả cái quyết liệt của cô gái cho em coi. Quyết liệt sao dữ vậy? Cô suy nghĩ thật kỹ, căng mặt khi đếm 2 rồi 3 Ủa? Mà nó không cháy lên tiền. Xí cho em hỏi cái ủ nãy giờ cô cầm nè, em không biết. Vậy là quà tặng hả? Sao nãy giờ không tặng? Bây giờ em mới tặng mới có ý nghĩa hả? À rồi tặng đi. Cuộc sống thì vốn dĩ không hoàn hảo, nên mút chì mới có cục gơm. Em hy vọng anh sẽ là chì và em là cục gơm. Hoặc có thể là ngược lại, anh sẽ mời đáp khuyết điểm của em. Cảm ơn em ha. Rồi nhìn kỹ ảnh đi, rồi nắm tay nhau đi nè. Rồi hôn nhau đi hai bạn. Để im nè. Cặp này dễ thương nè. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng. Cảm ơn anh. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn đây là máy nước nóng với thương hiệu Centon.
một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Rồi, cũng được. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Cố gắng nha, tiến tới hôn nhân nha. Mời bạn nam. Wow. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi các bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường cùng toàn thể các vị khán giả. Em tên là Phạm Đức Hoàng. Năm nay em 25 tuổi, quê quán ở Quảng Ngãi. Hiện công tác và sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì Hoàng? Dạ ở ngành quản lý đô thị. Rồi, xin mời bạn gái. Rồi, dạ lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Rồi, em tên là gì? Dạ em tên là Lưu Tiết Ngân, năm nay 24 tuổi. Em làm ở công ty mẹ và bé, đang có kinh doanh thêm một quán kem bơm. Ồ, quê em ở đâu? Dạ em ở Sài Thành. Rồi, chúc em mua may bán đắt nha. Yên tâm đi, em làm kem bơ đúng không? Dạ. Có khách hàng thường xuyên ngồi bên đây rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em thích hát, em thường hay giúp đỡ mọi người. Vậy là tốt rồi, có điểm yếu gì không? Có nhược điểm gì không? Dạ có nhiều. Như là hay quên. Hay quên. Thường thì công ty em á thì có một cái chỗ gửi xe riêng. Rồi mà bữa đó thì em gửi xe để trước công ty luôn. Cái cũng như thói quen bình thường, mình chạy ra, mình nhìn trời, lúc đó trời đang mưa nữa. Mà em đứng em nhìn trời xong nói trời ơi trời mưa gió vậy. Rồi mình hả, rồi để xe bên chỗ giữ xe nữa. Cực khổ quá, xong rồi cũng bang qua bên chỗ giữ xe. Xong đứng kiếm, sao xe mình chỗ này đâu rồi. Kiếm một hồi xong, mệt quá. Bắt đầu hả, hỏi cái anh giữ xe. Bắt đầu nguyên mấy người đi kiếm mà không có. Bắt đầu ngồi khóc xong, nhớ ra mình để xe ở công ty. Em cũng hay lắm. Chừng ngày mà em làm dài chặt vậy thôi là coi như khỏi làm ăn vậy luôn đó em. Nếu như mà em bán kem bơ mà quên tính tiền mới nói ha, quên tính nguyên ngày rồi biết em rồi từ đó quên nhớ luôn cho coi. Mời bạn nam, ưu khuyết điểm em là gì? Về cái cách làm việc của em thì làm đến đâu là mình dứt điểm cho đến đó. Sạch đến đó. Quản lý đô thị mà đi đến đâu là dọn đến đó. Miễn sao sạch đường phố được rồi đúng không? Dạ không, cái này là cái công việc của mình. Đúng mình rồi, đến nơi mình chốn dọn mà. Dẹp để trật tự đường phố cho tốt, dạ. Cho nó đẹp thôi ha. Dạ. Rồi khuyết điểm là gì? Dạ còn khuyết điểm của em thì do cái cơ địa của em thì xương nó to cho nên nhìn nó hơi mập. Không, cũng không mập gì lắm đâu. Nói chung là ăn kem bơ vẫn còn được. Hả? Dạ, mà dạ. Giờ cuối cùng là do xương to hay là do mập? Dạ cái này là cũng xương to, chỉ xương một phần to. Xương to. Dạ. Rồi sở thích của em là gì? Dạ sở thích của em là thích đi xem phim. Xem phim. Có hay xem phim một mình anh? Có hay quên không? Dạ em cũng không có hay quên. Không hay quên, yên tâm lo cho bạn bên kia được. Dạ. Đúng rồi, tại vì em hỏi bạn em là giờ làm sao để chữa cái bệnh hay quên đi. Bạn em nói là giờ có bồ. Có bồ đi, bồ nó nhớ giùm mày. Đúng rồi, bồ nó nhắc nhở đúng không? Rồi thì tình trường thì sao? Mấy mối tình rồi em? Em không nhớ nữa. Cái gì? Mấy mối tình mà không nhớ nè, nhiều lắm hả? Dạ không phải là tại vì em hay quên á cho nên. Mối tình mà cũng quên luôn hả em? Đừng, tình duyên nó chắc chở lắm. Thôi giờ hỏi gì cho nó gọn, để anh qua anh coi cô nào mà quên dữ vậy. Cô mà quên luôn mà. Giờ anh hỏi em có nhớ nụ hôn nào chưa? Dạ có, dạ có. Có vậy là có mối tình. Dạ. Thôi vậy được rồi, không cần nhớ mối tình cũng được. Dễ thương mà ha. Em có mối tình nào chưa? Dạ có rồi. Có thấy chưa, bên đây nhớ. Mai mốt về nhớ giùm bên kia nha. Dạ. Mấy mối tình? Dạ hai. Yêu mấy năm? Dạ cũng là một mối quan hệ tìm hiểu khoảng vài tháng rồi thôi. Có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Cái gì? Có mối tình mà chưa hôn? Chưa có hôn. Bữa nay không nhớ mối tình thiệt mà có hôn. Dạ thiệt anh. Có nắm tay chưa? Dạ nắm tay rồi, có rồi. Dạ. Có cảm giác gì không? Cũng phiêu phiêu anh. Nắm tay con trai thấy sao? Dạ thấy ghê luôn. Cái gì? Thấy ghê, nắm tay con trai thấy ghê để được rồi. Tôi kiểm tra chút xíu được rồi. Nói tóm lại là hai bên đây rất là nghịch lý với nhau ha. Bên kia không nhớ mối tình nào mà có hôn. Bên đây là nhớ hai mối tình chưa có hôn. Giống như là người ta hung lén hung má mình vậy đó. Là coi như là mới bị hung lén thôi. Em muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn kiếm một người bạn trai trưởng thành, chín chắn.
tinh tế, biết quan tâm chăm sóc em là trưởng thành là sao em? Tức là vậy thì thành công á hả? Giống như tính em cười hơi con nít á, cho nên anh nói lúc mà cũng hơi nghiêm nghiêm nhưng mà cũng phải vui nữa. Coi như biết dừng lại đúng lúc đúng không? Đúng rồi. Những người mà làm công tác quản lý đô thị thì phải nói là rất là nghiêm khắc ha. Công việc là công việc mà cuộc sống là cuộc sống, yên tâm. Anh này trưởng thành rồi đó. Có hình mẫu lý tưởng không? Mẫu lý tưởng của em như là Âu Dương Tuấn Qua. À, là em thích hói phải không? Để chị qua chị coi. Đúng không cưng? Không, nhìn người nhìn phúc hậu vậy đó chị. À, vậy là được rồi, em là đoạt chuẩn rồi đó. Dạ. Hợp lý rồi đó. Rồi chiều cao, cân nặng, mắt, mũi, miệng gì không? Dạ, chiều cao khoảng 1m65. Rồi, được. Mắt thì đôi mắt phải là to, tròn, lông mi dài, cong vút. Lông mi dài, cong vút luôn hả? Để mượn mắt một câu gắn qua. Rồi, có cái điều gì em ghét nhất ở người đàn ông không? Chạy xe á chị, chạy xe đừng có chậm quá. Ủa, sao vậy? Chạy chậm cho nó an toàn em. Chạy chậm quá em rất là nóng, hỏi biết sao nó nóng á. Là em muốn đua xe hay sao? Chạy hơi nhanh một chút nhưng mà phải chắc tay lái. Dạ đừng có cà giật. Rồi phải tay lái lụa đó mới được. Tâm bạn này ngồi xe không có giật đâu em. Nhưng mà bạn này chở em là đúng là em đi nóng thiệt. Tại vì gió nó không có bay ra đằng sau được đâu, yên tâm đi. Hết chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi phải không? Em. Dạ. Em thích người bạn gái hay sao em? Cái mẫu người lý tưởng của em là nữ thì cao chỉ 1m55. Rồi, chuẩn. Ngoại hình thì cân đối. Ừ, chuẩn luôn. Mập mập chút xíu em cũng thích nữa. Rồi, dạ. Có da có thịt. Dạ, có tóc dài. Tóc dài, có dài luôn. Trời ơi, đủ hết bên đây coi như bao luôn đó, còn gì nữa không? Dạ, đôi mắt đẹp rồi. Đẹp luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Khi mà mình làm sai một cái gì đó, nếu như mà nhắc nhở rồi thì thôi, cứ mỗi lần giận là đem lo cái chuyện cũ ra nói. Mồi chuyện cũ, bơi móc chuyện cũ ra nói. Không có mồi móc đâu vậy, nói xong quên mất tiêu luôn, không mồi được đâu. Ủa mà chị hỏi nhẹ một câu là em vậy là to xương chứ không phải mập hả? Nó cũng một phần chị, một phần to xương mà cũng một phần mập. Dạ. Chị thì để có thêm cái khái niệm mới về to xương chứ không phải mập. Được, hợp lý rồi đó. Hợp lý, anh thấy cô gái bên kia mặc dù có chút hay quên nhưng mà dễ thương lắm. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ, dì và các người bạn của em. Có mẹ nữa hả? Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Xin chào MC Quyền Linh với bà mối Cát Tường. Dạ. Theo hồi nãy vừa vừa thì thấy cô gái bên đây cũng dễ thương, nói chuyện cũng hiền, mẹ cũng thích. Cô có dặn dò gì với con dâu tương lai của mình không? Run quá. Cô, bình thường con trai cô có tật xấu gì mà nãy giờ chưa có khai ra không cô? Có ha cô, gì vậy cô? Con trai có hút thuốc á. Trời đúng rồi, em không nghe được mùi thuốc chị ơi. Con trai có hút thuốc mà con trai nói hả, kêu bỏ đi, kêu phải con hỉ con có bồ là con bỏ. Đó, dạ. Nhiệm vụ em làm sao cho bạn trai bỏ hút thuốc nghe không? Dạ đúng rồi, con sẽ hứa với cô. Tại vì nếu mà con nghe mùi thuốc là con chết mất. Vậy hả? Vậy mà hồi nãy tôi hỏi có cái gì không thích ở bạn trai không thì không nói. Em quên. Quên. Em thích nghe quên. Cảm ơn cô nhiều. Rồi vậy em gái bên đây đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ. Mẹ con em. Chào cô. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Dạ. Con tôi thì gái cưng tôi, cưng lắm. Tôi có hai đứa thôi. Hiện giờ cho hai đứa nó lên tìm hiểu, tùy theo hai đứa. Rồi, cảm ơn cô ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ mở cửa trái tim cho hai bên gặp mặt với nhau. Mở cửa rào. Đó. Anh có món quà tặng em. Dạ, con em cừu cũng có hả? Món quà tặng. Cảm ơn em. Đến với chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Anh hát. Theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre dù khi chiều về. Ơi quê ta bên Đà bên Đung, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngon, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương rải nắng, phiên chợ nghèo
liều tranh mới xiêu kỳ dáng ai như dáng mẹ dáng chị tôi. Hay quá, rất là ngọt ngào, rất vàng ha. Rồi mời em gái. Dạ, anh hát ghê, xong rồi em hát bài nhận anh lại. Đừng nói xong rồi quên bài hát đi. Ngô kỳ thời con kiến nó leo cây, Nam mô Di Bố Phổ hữu duyên mà thiên lý ngộ, Nam mô Di Bố Phà ruộng xa anh gieo dính giang bìm bịp nó kêu nước lên ra duyên anh cưới em. Hay quá rồi, cặp này hợp rồi nha. Được được. Về quan niệm tình yêu của em là như thế nào? Em mong tình yêu thì phải biết chia sẻ, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Cho dù không có thể gặp thường xuyên thì cũng phải, nói chung là cũng phải có những cái tin nhắn gì đó hỏi han nhau mỗi ngày. Về cái quan niệm tình yêu của anh cũng vậy, cũng là chung thủy, tha thứ, quan tâm chăm sóc và chia sẻ. Anh sẽ hứa là mỗi ngày anh sẽ nhắn tin cho em. Nếu như thật sự mà nhớ em thì anh sẽ chạy qua. Một ngày mà anh không qua là coi như quên luôn đó. Vô cái vụ hút thuốc đi em, mãi hứa với má đúng rồi, anh không được hút thuốc nữa nha. Sau cái buổi gặp mặt này thì thấy giờ anh sẽ hạn chế và có thể là bỏ dần luôn, bỏ hết luôn. Dạ. Anh thì anh cảm thấy em rất là dễ thương, về tính tình thì cũng rất là tốt. Em hơi khùng khùng chút, anh có chịu không? Anh thì tính anh, hơi trẻ con đó. Anh thì anh rất thích trẻ con, nhiều lúc anh cũng nhây cũng lầy lắm. Đứa khùng đứa lầy về nhà chắc vui lắm á. Mà em cảm nhận anh là rất là giống Âu Dương Trấn Quang. Trời đất. Anh không có hói đâu. Vậy là trúng cái mẫu người lý tưởng người ta rồi đó. Ta nói câu đó ý là người ta khen mình đó. Bây giờ thì cái cảm nhận của em hiện tại thì rất là vui, vì có thể là gặp một bạn gái xinh xắn như vậy. Rất cảm ơn chương trình và gia đình đã tạo điều kiện cho em và bạn gái gặp mặt nhau. Ở quê anh có trái cây, có vườn trái cây không? Tại vì em rất là thích. Ở quê anh thì nói chung là về vườn trái cây thì cũng có, nhưng mà chủ yếu nổi tiếng nhất là tỏi Lý Sơn thôi chứ không có gì hết. Có tỏi. Ta đòi ăn trái cây mà không chuyển qua tỏi luôn. Dạ. Cái về cái kế hoạch mà hẹn hò thì có thể là một tuần hai hoặc ba lần. Ví dụ như rảnh thì mình sẽ, nếu như mà em có thời gian rảnh và anh cũng vậy thì chúng mình sẽ gặp nhau. Dạ. Rồi đến lúc đó thì sẽ bàn ra những cái về những cái địa điểm mà mình sẽ đi. Anh thì anh cũng rất biết nhiều cái địa điểm ăn vặt trên thành phố này. Và có thể nói là anh là Google của thành phố này. Thì cái đường này anh cũng biết. Chỗ ăn nó rành lắm đó. Dạ đúng rồi, em nhìn là em biết rồi. Chạy xe nhanh chậm. Dạ đúng rồi, anh chạy xe nhanh hay chậm anh? Khi mà anh chạy bình thường thì cũng chạy đúng tốc độ quy định thôi. Còn nếu chở em thì anh có thể chạy chậm hơn. Dạ, người ta muốn chạy nhanh, thích chạy nhanh đúng không? Ông này ông không có nghe người ta chia sẻ. Dạ không, em có nghe chị, nhưng mà mình phải đảm bảo cái an toàn cho bạn gái. Nói chung là chạy sao cho có gió cho nó mát. Chạy chậm trời, nó nóng lắm. Nó có chạy nhanh thì cũng đâu có gió nổi tới em đâu. Em có muốn làm dâu không hay là muốn ở riêng? Nếu mà làm dâu thì cũng bình thường. Tại vì em nghĩ là thời buổi nay thì chắc mẹ chồng cũng dễ. Nếu mà mẹ chồng không thích thì mình cũng sẽ dùng hết tâm tư tình cảm của mình dành cho mẹ chồng, thì mẹ chồng cũng sẽ cảm động thôi. Thời gian cũng sẽ cảm động thôi. Vậy anh hỏi em thêm một vấn đề nữa là bên mình có bắt rễ không? Dạ má em thì rất là thích bắt rễ. Má em cứ kêu về ở ba trên. Má anh thì kêu mày đi đi rồi tao cho tiền mày đi luôn. Trời ơi. Này chắc phải hỏi hai bà xu dưới có bên chịu bắt rễ không, còn bên là cho bao nhiêu. Cái con đó thì anh tặng cho em chỉ là con bò thôi. Nó có thể là con bò mà cũng con cừu, anh không biết con gì. Anh cũng... Ủa tự nhiên tặng em con bò vậy? Không phải, tại vì nó có một cái ý nghĩa như thế này mà anh tặng em là anh bây giờ mới nói. Sau này anh sẽ cố gắng làm việc thật là chăm chỉ để chăm lo cho tương lai của chúng ta. Giống như con bò. À, anh có nguyện cùng ở bên em lúc nào bệnh sang giàu hay nghèo khó, khi khỏe mạnh hay ốm đau, cũng như là lúc xinh đẹp hay không được đẹp không anh? Này trong phim á, Âu Dương Chấn Hoa nói với cái cô kìa. Anh bằng lòng. Trời ơi. Cái là giống làm lễ nhà thờ vậy đó. Rồi, để tao đúc bấm đi em. Quyết định hay không là do các bạn. Trong 3 tiếng đếm. 1 2
3. Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi. Và bây giờ thì một nụ hôn chính thức. Dạ thưa cô, cho con xin hôn mẹ. Đó, má cho rồi, má gật đầu rồi. Nhớ nụ hôn này nhớ không? Đây là vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng cho hai bạn, đây là chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton, máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Võ của em là võ bỉ trọ chị ạ. Bạn gái biết võ không? Em biết võ chạy. Võ chạy? Bên đây bỉ trọ là bỏ chạy đó. Ưu điểm của em là bị cái bệnh lười. Ưu điểm á hả? Á nhược điểm mà. Em có thể làm tất cả mọi công việc mà cái người phụ nữ làm. Rồi, cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Chào anh Linh. Rồi, bây giờ hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ, em chào chú. Em chào anh Huyền Linh, em chào chị Cát Tường, em xin chào mọi người ạ. Em tên là Huỳnh Thị Diệu Huyền, em năm nay 28 tuổi. Em hiện đang là điều phối viên sản xuất của công ty nội thất. Quê em quê ở Bình Định ạ. Bình Định? Dạ. Chú chào em. Dạ, em chào anh. Mình vô đây lâu chưa? Dạ, em mới vào đây được hơn 3 năm ạ. Mới hơn 3 năm thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và toàn thể các chị cô bác có mặt trong khán phòng hôm nay. Em tên là Ngô Minh Phương, em 30 tuổi. Quê quán thì em đến từ miền đất Võ, Bình Định luôn. Ồ, hay quá, trùng hợp dạ. Quá vậy. Công việc hiện tại của em đang làm là kỹ sư về công nghệ thông tin ạ. Phương ơi, em hỏi bên kia coi ở huyện nào, xã nào. Em ở Bình Định, ở huyện nào em? Dạ, em ở thành phố Quy Nhơn anh. Anh là ở đâu ạ? Dạ, em cách anh khoảng 80 cây, anh thì ở Hoài Nhơn ạ. Mình có chung chữ Nhơn ạ. Nói chung cũng gần mà. Gần lắm, em yêu thì ở đâu cũng gần. Biết võ không em? Em á chị? Dạ biết chị, võ của em là võ bỉ trọ chị ạ. Dạ. Bạn gái biết võ không? Em biết võ chạy. Võ chạy? Dạ. Bên đây bỉ trọ là bỏ chạy đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì nè? Dạ, em tính tình khá là dễ tính, thích nghi được với môi trường rất là tốt, linh hoạt. Nhưng mà ưu điểm của em á là bị cái bệnh lười. Ưu điểm á hả? Nhược điểm ạ. Nhược điểm của em bị cái bệnh lười. Ủa, lười là lười cái gì? Lười trong công việc, lười làm dạ biếng, giặt giũ, dọn dẹp. Dạ, lười làm việc nhà. Vậy em ở đây là ai làm việc nhà? Dạ, tuần em làm lần. Tuần làm lần. Sau này về anh làm giúp cho em. Anh có mới nói nha. Dọn dẹp là giặt đồ, rửa chén, lau nhà, nấu cơm rồi đúng đó nghe. Dạ, lao động là vinh vang mà chị, làm hết. Biết nấu ăn luôn hả? Dạ biết chị. Hay quá. Vậy ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em kể luôn đi. Em thì có ưu điểm cũng nhiều và khuyết điểm thì cũng nhiều. Em là một người rất là, nói chung rất là thân thiện. Em rất dễ gần với tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi luôn. Người lớn, trẻ em, người già, nói chung là em bắt chuyện và nói chung là giao lưu. Thứ hai nữa là về ưu điểm như em đã nói thì em có thể làm tất cả mọi công việc mà cái người phụ nữ làm. Ngoại cái trừ về sinh đẻ thì em làm được thôi. Còn tất cả em làm được hết. Và về cái ưu điểm thứ ba nữa là em rất là đam mê về âm nhạc, tất cả các thể loại luôn. Nói chung là nhạc gì em cũng hát được. Rồi về thể thao thì em chơi được các cái môn như là tennis hay là billiard hay bida chẳng hạn. Và ưu điểm nữa là em không biết hút thuốc, em không biết uống cà phê, nhưng mà em biết nhậu. Cũng quá cha mấy kìa. Nhậu dữ hơn nó nhậu nhiều không? Dạ nhậu thì nói chung là cũng tùy hứng anh. Vui thì uống 2 chai, 3 chai, lúc buồn thì uống 5-7 chai. Nhưng mà em uống là có một cái chừng mực. Đó là ưu khuyết điểm hai bạn. Còn bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào?
Bạn nữ phải cao khoảng tầm 1m54 trở lên, nặng thì tầm khoảng 47kg. Thì nói chung là có da có thịt tí, khuôn mặt thì ưa nhìn. Và cái điểm quan trọng nhất của em đối với em là cái người phụ nữ đó là họ phải chân thành. Yêu là yêu cho đến chết thôi, chứ không có đứng núi này trông núi nọ. Ghê quá, yêu tới chết luôn. Dạ. Còn em thì sao? Em à, đối với người yêu của em thì em cũng chỉ cần người đó thẳng thắn, chân thật, chia sẻ cái gì nói đấy. Rồi rồi sao nè em, nói có hết có chuẩn lòng người, mình đi. Có cái mẫu người muốn mong muốn như thế nào cứ nói hết ra luôn đi. Em cũng được mấy 6 lòng, cho nên là em mong bạn trai của em thì cũng cao hơn em là khoảng 1m7. Tướng người cũng cao ráo, không cần đẹp trai nhưng mà gọn gàng sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Khoảng nhậu thì em có thể tiếp được, cho nên không vấn đề. Em cũng không thích trai hút thuốc. Bên đây không hút tốt thuốc. Rồi, dạ, tốt rồi. Dạ, em nghe thì em cũng chấm được mấy khoảng. Bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc khoảng 60. 60% hả? Dạ. Ít như vậy hả? Nhìn mặt rồi đoán tiếp. À, nhìn mặt đoán tiếp đúng không? Dạ. Em ghét gì nhất mà những cái tật xấu người đàn ông? Keo kiệt anh. Em khá là phóng khoáng, nên là đối với con trai mà keo kiệt mà kiểu chi ly từng chút là em không chịu được. À, cái đấy khoảng này em an tâm, anh là rất là thoáng. Thoáng đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Ôi, em cũng thoáng, anh cũng thoáng, rồi ai giữ tiền. À, không, mình thoáng mà, mình thoáng đúng chuyện em, chứ không phải là chuyện gì mà đúng thoáng. Đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em có 2 mối tình rồi. Mối dài nhất là nhiêu? Dài nhất được 3 năm, ngắn nhất thì được 2 năm. Tại sao chia tay? Lúc đó em vẫn còn trẻ. Em vẫn muốn bay nhảy nên là em chưa có ý định lập gia đình. Làm tự chia tay? Nói chung bên kia họ cũng hối quá nên thôi. Họ hối chia tay hả? Không, họ hối đám cưới. Em sợ quên rút. Trời đất ơi, đợt này là người ta muốn yêu là yêu tới chết đó. Bây giờ chắc chuyến này là yêu là cưới không? Em tìm người để đi cùng em tới hết đời. Chứ không phải là chỉ đơn giản là để cưới. Được không em, đi hết đời không? Được anh, được anh. Người bên kia có mấy mối tình rồi, bạn trai? Dạ em thì mối tình chính thức thì có 2 chị. Còn râu ria thì cũng một vài. Trời ơi. Mối tình đầu tiên của em là thời đại học á. Mối tình đó quen khoảng tầm 6 tháng. Còn dạ, cái mối tình gần đây nhất là lý do sao chia tay? Mối tình mà gần đây nhất là em quen được 2 năm. Nói chung là cũng có nhiều cái điểm. Thì em chào chị. Có nhiều cái điểm nó không có hợp. Cô ấy là muốn em là phải giống như là phải sống theo cái lối sống của cô ấy áp đặt. Rồi chia tay luôn. Cái đó chưa là cái nguyên nhân chính. Mà cái nguyên nhân chính là bố mẹ cô ấy tìm cho cô ấy một cái công việc ở ngoài Quảng Ngãi. Em định là lập nghiệp ở đâu? Bây giờ lấy vợ thì mình sẽ ở đâu? Lập nghiệp ở đây ạ. Ở đây. Ủa, dạ, em định lập nghiệp ở đâu? Hiện tại em đang làm việc ở đây. Quê thì em ở đây luôn. Ở đây luôn. Là không có ai có ý định về quê hết đúng không? Dạ. Về già rồi tính. Em cao mét nhiêu? 6'7". 6'7", bớt 3 phân được không em? Dạ được. Được. Trời, bên này cô này cô cao lắm nha. Em mang giày cao gót được. Em mang giày cao gót được hả? Là lên 1m7 liền à. Lên 1m7 luôn. Dạ. Ơi, nấu ăn rồi được hết, mang giày cao gót được luôn. Vậy phải coi lại giới tính nha. Men, chăm men. Chăm. Bây giờ em bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Em thì cũng lớn rồi. Bạn bè em thì nói chung có con có cái tùm lum hết rồi. Thì em muốn là nói chung càng sớm càng tốt. Công việc ổn định chưa? Dạ, công việc của nó em nó dành dụm được gì chưa? Dạ, cũng có được chút rồi chị. Có dự định chừng nào mới mua được nhà ở trong này không? Hiện tại giờ em chưa có vợ thì nói chung em làm được bao nhiêu thì em tiêu. Không có người phụ nữ thì cái tiền nó đi một cách nói chung nó chạy đường nào em. Theo em như bây giờ thì bao nhiêu lâu lấy vợ xong bao lâu nữa mới mua nổi một cái căn nhà trong theo này? Theo em thì nếu mà mua nhà mua đất ở đây thì cũng phải có 2 người phải cùng lại tích góp. Thì bao năm, mấy năm? Em nghĩ khoảng tầm 3 đến 5 năm đó, mình phải có một cái kế hoạch như vậy. Dạ, cái tương lai mình vậy, bạn gái nghe tao mới yên tâm. Nãy giờ nghe hết rồi, bạn trai chia sẻ rồi gì? Dạ. Chị muốn nghe thêm ý kiến người thân của mình. Hôm nay em đi với ai nè? Hôm nay em đi với anh và bạn của em ạ. Chào anh. Xin chào anh Quyền Linh cùng chị Cát Tường. Xin anh chào bạn hả? Trai. Dạ, anh rể. Anh rể. Thì em đến cổ vũ cho Huyền. Thấy cái bạn trai bên này thì rất là điềm đạm và chung là rất là phù hợp với em gái mình. Hai bạn đến với nhau thì cũng đó là một mối luân duyên nên anh ủng hộ cho hai bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Còn anh trai đi với ai? Dạ, em đi coi với em gái ạ. Em gái, bên dạ, anh rể với em gái, em ruột hả? Dạ, em ruột. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Chào chị Diệu Huyền và chào tất cả khán giả. Em thấy chị Huyền thì xinh, đẹp. Nói chung là cá tính á, hợp với anh của em. Anh của em thì ảnh chung là ảnh hiền lắm. Thì chương trình này thì em bảo ảnh là ảnh đăng ký để tham gia đó. Thì em hy vọng là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn. Rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em gái. Em đăng ký lâu chưa em trai, Phương? Cái này em gái đăng ký chắc khoảng tầm hơn 5. Hơn 5 rồi. Dạ. Lâu ha.
Tại bữa vì nay... hồ sơ chúng tôi rất là nhiều. Khi các bạn đăng ký có nhiều hỏi tại sao phải đăng ký lâu như vậy. Có nhiều người đăng ký tới 3 năm, 4 năm. Tại vì cái yêu cầu của các bạn rất là cao. Thí dụ như chân dài 1m8, mũi dài 1m1 hay gì đó. Thành ra tôi tìm rất là lâu. Có duyên nhau thì hai cái hồ sơ nó gần như tương đồng với nhau. Đó là lý do là rất là lâu ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa hàng rào ra để cho cặp đôi có thể gặp nhau và trò chuyện nha. Mở cửa. Cửa rào đã mở. Có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Mình đứng sát với nhau coi các bạn. Sao nào? Em không mang giày cao gót. Hợp lý không? Mọi người thấy sao? Cũng đâu có thấp gì lắm đâu đúng không? Không cần mang giày cao gót anh trai. Nãy bạn nói hát được đúng không? Dạ. Hát để gây cảm tình ngay từ những giây phút ban đầu. Hôm nay thì gặp em ở đây cũng là một cái niềm vui. Thì anh xin hát gửi em một bài hát. Lâu đài tình ái á, cho em đứng hát á, em ngồi hát cũng được. Em đứng em hát cho cô gái bên kia kìa, đó. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ có may kết thành lâu đài. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh kinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua còn vẫn vươn bao hồn hoa. Hay rồi. Rất là phiêu linh. Đúng rồi, em hát hay hơn nữa. Hả? Nhưng mà em hơi rung. Hơi rung ha, đúng dạ. Rồi, vậy là hay lắm rồi em. Tôi rồi, bạn gái. Thử. Dạ, em cũng hay đi hát karaoke thì em cũng chỉ hát được mỗi bài này thôi. Rắm mai nhung chén chua cay này, lêu bêu như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tầng nghiền. Ta đang lâu đài tình ái ngon lành với nhấp hai chén chua cay luôn, trái tim tật nguyền rồi ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, các bạn có 2 phút, bắt đầu. Thì lần đầu tiên gặp em á, thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào? Em cũng không có phán đoán nhiều về cái nhìn đầu tiên. Trong qua giọng nói của anh thì em cũng cảm giác là anh khá là chín chắn, chững chạc, khá là tốt cho cái tính của em nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì em thích hẹn hò ở những nơi nào? Cho em hỏi là anh ở đâu ạ? Hiện tại thì anh đang ở Tân Bình. Em cũng ở Tân Bình. Dạ, anh ở đường Nguyễn Mại, ngay chỗ công viên Hồ Văn Thụ luôn. Em thì ở gần đây, nói chung là trong quận thì cũng gần. Em thì cũng không có thích là đi uống cà phê nhiều hay là xem phim nhiều. Nhưng mà lâu lâu gặp nhau rồi, nếu anh rảnh thì anh nấu cơm cho em. Ok. Dạ, em cũng không có thích đi ra ngoài nhiều. Em là ít đi đúng không? Dạ, còn em anh, ít đi. Anh thì đi nhiều lắm. Thế anh lại đi công tác nhiều ạ? Công việc của anh thì 80% là ở thành phố Hồ Chí Minh, 20% thì ở các tỉnh. Thế một tháng thì anh đi khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì tùy thuộc vào cái công việc của công ty. Có tháng thì chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đa số bây giờ đi tỉnh là cũng ít, tại vì nhân viên của công ty cũng khá là nhiều. Thì hôm nay người này đi thì hôm khác người khác đi. Đưa ra một giải pháp chuẩn bị đám cưới coi làm sao? Phải có một cái danh sách khách hàng nè, bạn bè, người thân. Đó, phải có tiền. Bao nhiêu? Khoảng tầm 100-150 á. Em không muốn cưới xong mà về đổ nợ đâu. Có đủ 100-150 không kìa. Thông báo cho gỗ luôn đi. An tâm đi, em không đổ nợ đâu em. Bởi vì anh tính được mà. Dạ. Tiền bạc ai giữ? Cái quan điểm của em là cái người phụ nữ giữ tiền là tốt nhất. Nữ giữ tiền thì họ sẽ biết cách chi tiêu. Còn đàn ông giữ tiền thì nó tiêu phá nhanh. Như em là giữ tiền là em nhanh lắm. Ai cũng nói vậy hết trơn á. Tới chừng về vợ giữ quạo. Em giao tiền cho vợ, rồi mỗi tháng em lấy là bao nhiêu phần trăm? Chứ không lẽ em giao hết hay là em có quỷ đen hay không? Nếu mà yêu nhau rồi thì sẽ có một cái thỏa thuận á. Đúng rồi, nhưng mà tụi anh muốn thỏa thuận đây để ghi vào, gọi là cái bằng chứng. Bao nhiêu, bao nhiêu? Em lấy ra, tụi em coi là không có cãi nhau nữa. 70-30. Đó, 70-30. Thiếu xin thêm. Còn vụ thiếu xin thêm 30 là nhiều rồi đó. Theo như tôi là 80-20 thôi. Cũng được chị, nhưng mà ví dụ như mình mỗi lần ví dụ như đi gặp khách hàng hay là đi chơi với bạn bè thì có cho anh xin thêm, cho anh xin ít. Ok là được. Em thì em không có giữ tiền của anh đâu. Hả? Em giữ thẻ thôi. Giữ thẻ thôi. Được. Được. Nói tóm lại đây là một chuyện hết sức nhạy cảm, bởi vì các bạn có biết không,
thường những cặp yêu nhau lúc đầu thì rất là ok, nhưng sau đó yêu nhau thời gian lấy nhau rồi bắt đầu tiền bạc nó có vấn đề là hay bị xích mích chuyện này lắm. Nên chúng ta ở đây á, chúng tôi muốn các bạn rõ ràng ở đó để sau này các bạn không có cãi nhau về chuyện đó nữa, cứ thế mà làm. Rồi bây giờ mình tính cái kế hoạch bao lâu nữa thì mình kết hôn? Nếu mà quen nhau thì em tính khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Em cũng nói chung ba mẹ em thì vội rồi, nhưng mà em vẫn chưa có vội, bởi vì cái gì vội thì dễ hỏng lắm. Chắc qua năm sau, đầu năm sau là được. Vậy là cũng nhanh rồi, bạn trai theo kịp không? Dạ được ạ. Vậy hai bạn bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, nói với nhau một điều gì đó ngắn gọn, xúc tích. Cho anh được nắm tay em đúng không? Rất là mạnh mẽ. Anh và em đã trôi dạt bao nhiêu năm, hôm nay mình mới có dịp được gặp ở đây. Thời gian vừa qua thì chắc chắn là giữa em hoặc là anh là mình sẽ có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà cái duyên nó không đến. Mình đã đến đây thì em là bến đỗ, anh là thuyền. Anh muốn em là một cái bến đỗ để anh có thể neo thuyền ở đây thì hết. Em không muốn em là thuyền, em không muốn là bến đỗ. Em là thuyền. Thế là anh đi đâu em đi đây. Có thuyền, có bến đỗ, quan trọng là cái dây buộc thuyền nó có chắc hay không thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định bấm nút hay không là do quyết định của các bạn nha. Bấm là mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hai bạn. Rồi, hãy đứng sát vào nhau. Hai bạn. Chúng ta yêu là nói là yêu à, không yêu thì nói một lần cho xong. Rồi bây giờ thì chúng ta chúc mừng cho họ. Và bắt đầu từ giây phút này các bạn không rời nhau nha. Anh cho anh xin được hôn em. Hôm nay em rất là quyết liệt. Được. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng phần quà là 7 triệu đồng. Cảm ơn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Max TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Em cảm ơn anh ạ. Dạ thì qua cái chương trình này thì em cũng cảm ơn ban biên tập cùng với MC Quyền Linh và Cát Tường đã tạo một cái cơ hội để cho tụi em được gặp nhau. Thì em luôn chúc cho chương trình luôn phát triển và thành công trong tương lai. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn hai bạn. Quà của bạn rồi. Đây đúng không? Những cái lời nói, những hình ảnh các bạn sẽ mãi mãi lưu vào cuộc đời các bạn nhé. Nhớ thực hiện những cái gì mà mình đã nói và làm đúng những gì mình đã hứa. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn. Rồi, chúc mừng hai bạn. Rất là vui đúng không? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Vâng, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường và chào các cô chú và các bạn ở dưới. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Tiến Dũng, hiện nay 31 tuổi và hiện tại em đang làm ở Bình Dương. Công việc của em là em làm công nhân cho công ty sản xuất bao tay y tế. Và công việc chính là em bên kiểm hàng. Và ngoài công việc làm công ty ra thì em cũng có đam mê về ngành chăn nuôi. Vâng, em có chăn nuôi về heo. Heo hả? Dạ, vâng. Đã, bây giờ hiện tại bây giờ thì em... có khoảng gần 100 con. Cái gì dữ vậy? Wow dữ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Chào hai MC và chào bạn nam. Em là Ngọc Ánh, hiện tại em của tuổi 30. Em sinh ra ở tỉnh Quảng Ninh, trong một cái tỉnh nhỏ gọi là thị xã Cẩm Phả. Thì thị xã của em nổi danh là về những phụ nữ đẹp, giống như là mẹ em. Hiện tại thì... em có công việc là kế toán tổng hợp, bên cạnh đó thì em là huấn luyện viên yoga. Và đó là lý do vì sao em mặc bộ đồ này. Nát nữa em cũng rất hy vọng có thể được biểu diễn yoga cho bạn nam. Là muốn biểu diễn cho bạn nam xem luôn đúng không? Đã, hay đúng quá. Rồi, mời chàng trai. Em hãy nói một chút xíu về cái khuyết điểm và ưu điểm của em. Trước tiên thì em nói về ưu điểm của em. Em là một người rất chi là thẳng thắn, năng động, muốn hòa đồng với mọi người thì dễ gần gũi. Nói chung là cũng biết chơi về thể dục thể thao như là bóng đá, bóng chuyền,
tập bơi. Ngoài những môn thể thao ra thì em cũng biết chơi những môn cờ tướng. Khuyết điểm em là gì? Khuyết điểm của em thì em ăn nhiều nè, ngủ nhiều nè, nên là bây giờ người em hơi thừa ký, sợ ma, sợ rắn, sợ đĩa. Thôi, sợ ma nữa hả? Vâng. Ưu điểm với khuyết điểm của bạn gái là gì? Ưu điểm của em thì giọng nói của em là khá tốt, ngoại hình thì thể thao. Thì một số người thì họ nhận xét em là em có nụ cười tương đối là đẹp. Dạ. Nụ cười đẹp. Em trai đã trải qua mấy mối tình rồi? Em cũng đã trải qua 3 mối tình. 2 mối tình thì từ hồi em học sinh sinh viên. Thôi bỏ qua đi. Vâng, và mối tình gần nhất ở đây thì mấy năm? Cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Thì em cũng đi quê làm và quen được một bạn gái cùng quê. Hai người cùng quen nhau khoảng gần 1 năm. Bạn gái về đi làm xuất khẩu lao động về nước ngoài. Sau này khoảng 4 năm sau thì bạn gái quay về thì mình đã nhận tin là bạn gái đã lập gia đình. Thôi chúc mừng cho người ta đi em ha. Vâng. Bây giờ mình đang lo chuyện mình đây. Bạn gái bên kia? Từ trước đến nay là em quan niệm là không có bạn trai. Rồi em muốn đi làm, em muốn kiếm tiền để cho ba mẹ em yên tâm về em. Rồi bây giờ tại sao em lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em đã thay đổi cái suy nghĩ đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mấy một phần nữa là em cũng muốn học một cách yêu một người khác nữa, để cho cái cuộc sống của mình nó phong phú thêm. Dạ. Em đã có vẽ ra cho mình một cái người mẫu lý tưởng như thế nào chưa? Người mẫu lý tưởng của em trước hết là về ngoại hình là phải men, nhìn phải trẻ trung. Cái thứ hai là về tính cách thì là phải chu đáo, đầu đội trời, chân đạp đất. Có nghĩa là giống như là anh ấy phải là người dám làm và dám chịu. Cái thứ ba nữa là về tài chính thì anh ấy phải độc lập về tài chính. Nãy giờ em nghe em trai bên đây nói chuyện thì em thấy cảm giác đáp ứng được bao nhiêu cái điều kiện của em đưa ra, bao nhiêu phần trăm? Anh ấy nói là anh mập, em không mường tượng được là anh mập như thế nào. Làm em giờ cũng hơi hoang mang. Nên coi như là về tiêu chí ngoại hình là có điểm cỡ anh là vừa đó em. Em tưởng tượng đi. Ừ. Vậy thì coi như là điểm cộng cho cái ngoại hình của anh. Trời, tôi điểm cộng hả trời. Đỡ định quá nói, hả? Định nói điểm trừ Linh... mà nghe chuyển qua anh Linh tính đúng rồi. Chuyển qua điểm cộng. Em đang tính nói điểm trừ mà thấy anh Linh nói là giống anh Linh thì điểm cộng. Thôi, cảm ơn em nha. Dạ. Anh quay qua cảm ơn em bởi vì em đã cộng điểm cho anh. Dạ, em chào anh. Cũng hơi mập đó. Dạ. Ha, anh bên đây á, thực chất là anh chất phác lắm. Mặt rất đôn hậu. Trong thời buổi này mà có một chàng trai tự nuôi 100 con heo là biết anh chăm chỉ đến mức nào rồi, mặc dù cũng có công việc rất là ổn định á. Em không thích cái điều gì ở người đàn ông? Em là vô cùng là ghét hút thuốc. Hút thuốc? Dạ, cực kỳ có ghét hút thuốc em. Luôn. Vâng, thuốc thì em không hút. Mừng quá. Rồi bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là mẫu người bạn gái của mình là như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi. Em muốn tìm một gái nói chung là ngoại hình thì nói chung là cũng ưa nhìn. Nói chung ăn mặc thì gọn gàng. Về tính cách thì phải biết hòa đồng với mọi người, quan tâm mọi người. Về công việc thì không quan trọng. Em cũng có công việc mà hơi bận nên là chưa có thời gian để tập yoga. Nó chính bạn gái bên kia dạy. Chuẩn, đâu có mập lắm đâu. Bình thường, vậy là điểm cộng đúng rồi đó. Bao lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà hai người hợp nhau thì em sẽ tính đầu năm hoặc là sang cuối năm. Nói chung là hợp nhau thì mình tính càng sớm càng tốt. Tính sớm đi em, giá heo đang lên đó em. Dạ, ok. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích người bạn gái, chẳng hạn như người bạn gái ích kỷ nè, không tin tưởng vào ví dụ như tình yêu như bạn trai của mình nè. Nhưng mà em, bản thân em thì có chung thủy không? Vâng, bản thân em thì nói chung em nghĩ em cũng là một người rất chi là chung thủy. Tốt, vậy là được, okay. Rồi ha. Quan trọng là mình tìm được người đàn ông chung thủy. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay em gái đi với ai? Hôm nay thì cũng rất là vô cùng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến để cổ vũ tinh thần cho em. Thì ngắn chung cũng khoảng 2 dãy ghế đầu của... 2 dãy ghế đầu? Dạ, khoảng 12 nhân. Nhà gái rất là hùng hậu ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vậy em muốn nghe ý kiến của ai nè? Em tin tưởng vào cái sự đánh giá và nhận xét về cách nhìn nhận con người của ba em. Nên ba em. Cho em xin nghe ý kiến của ba em trước. Dạ, rồi. Dạ, chào chú ạ. Tôi thì là ba của cháu Ánh. Bác thấy là có nhiều cái điểm rất là tương đồng với này em Ánh. Theo bác thì hai con sẽ cho nhau cơ hội để có cái thời gian tìm hiểu thêm. Nếu như mà tìm hiểu thêm mà các cháu tâm đầu ý hợp ấy, mà thuận buồm xuôi gió thì đi đến hôn nhân, gia đình thì bác cũng rất là mừng và bác ủng hộ. Dạ, cảm ơn chú. Vâng, cảm ơn bác ạ. Bạn trai hôm nay mình đi với ai? Vâng, hôm nay... Bên em cũng đi rất chi là đông người. Và đi với ba dì và các bạn đồng nghiệp. Dạ, em mời dì ạ. Xin chào hai MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả.
Cháu Dũng nhà tôi thì ăn nhiều, ngủ nhiều mà làm cũng nhiều. Tôi thấy cháu gái bên đây thì tôi thấy cháu cũng hiền, ăn mặc cũng lịch sự. Mà tôi cũng thấy đồng ý. Tôi chỉ mong hai cháu bấm nút hẹn hò và nắm chặt tay rồi đi đến bến bờ hạnh phúc. Càng nhanh càng tốt, cháu Dũng nhiều.